Chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục về chương trình video thì lại lên cho bác những cái hàng mã hàng sản phẩm xả kho đấy, trong cái dịp Tết sắp tới này đấy, để các bác dễ mua rất nhiều những cái mã hàng thanh lý xả kho giảm giá tri ân đấy, thì các bác cùng đón xem video cũng như là cập nhật lại mức giá cũng như là các bác xem ưng món nào đấy, cảm thấy phù hợp thì mình có thể chốt nhanh luôn nhá. Đấy, em khuyến cáo các bác là các bác nên mua từ bây giờ đi, tránh tình trạng là đến Tết rất là vội vì bên em không thời gian gửi đâu. Thứ nhất là vội mà thứ hai nó cận ngày cận tháng với em không thể gửi được hàng đâu, nên là các bác thông cảm giúp em là các bác nên đặt sớm đi, đặt sớm gửi sớm có hàng dùng, rồi là ví dụ mình chưa dùng mình cứ để đấy được, lúc nào gần Tết thì mình xài đấy, vừa đỡ vội vàng này mà giá nó hợp lý đấy, đến lúc mà đến Tết có khi giá nó hay bị lên đó, thì các bác tranh thủ sản phẩm nào cảm thấy ưng ý mà giá nó hợp lý thì mình có thể chốt luôn 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 nhá. Đấy thì em sẽ đi vào những cái hàng đầu tiên trong video ngày hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ cho em là hóa đơn trên 200. Đấy, nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship nhá. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhá. Rồi vào như luôn những cái mã hàng giảm giá xả kho. Thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, súng mồi lửa thì đợt này cũng đang được cái mức giá rất là tốt, chỉ có 20.000 một cây thôi. Đợt này bên em cũng đang xả kho sản phẩm này đấy các nhá. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Súng mồi lửa này đang giảm giá xả kho chỉ còn có 20k một cây thôi. 20k cho một cái cây súng mồi lửa nhá. 20k một cây. Dùng rất ok luôn. Đấy. Một cây súng mồi lửa nhá. Về các bác dùng để mồi bếp này, rồi là các bác để lên ban bàn thờ mình có đốt hương đốt nến cũng rất là tiện. Bình thường là các bác hay về dùng những cái bật lửa ấy mà ở những cái chỗ mà xa các bác không thể với được, như con này này, nó dài khoảng tầm 30 cm. Đấy, những cái chỗ ở xa các bác vẫn có thể bấm ra các bác với lên này, hoặc là những cái chỗ ở trên cao mình có thể thò lên mình đẩy lên mình với lên mình bật. Đấy, những cây nến nó cao rồi là hương nhiếc các thứ là các bác để lên ban bàn thờ. Mà con này rất là to, đặc biệt là bác nào người già ấy, đôi khi các bác cầm những con bật lửa nó rất là khó tìm. Đấy thì các bác mua cho em mấy cây này về, nó rất là to, dễ tìm, dễ sử dụng mà nó thao tác rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải bật cật quẹt những con kia cả. Con này chỉ việc bấm cái này, bấm cái là lên, có thế thôi, có ga sẵn hết rồi về các bác chỉ việc xài. Còn nếu mà khi nào mà hết ga thì mình có thể là mình mang ra tiệm mình bơm, hoặc là nhà các bác có sẵn ga thì mình cứ cho vào cái lỗ này các bác bơm này, nó có một cái lỗ ga trong này, có lỗ ga trong này các bác cho vào đây các bác bơm rất ok luôn. Chỉ có 20.000 thôi các nhá, giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá, cây súng mồi lửa 20k cho một cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vòng gỗ đeo tay. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay hiện tại em đang bán bác là giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay này. Đây, co giãn này, đấy, rất ok luôn. Có thể là đeo vào tay, đeo vào cổ thứ này. Đấy, làm vòng thời trang rồi là vòng phong thủy cũng ok luôn nhá. Đấy, chất liệu bằng gỗ rất là thơm luôn, đeo rất là đẹp đây. Đấy, đeo rất là đẹp luôn, ok nhá. Cái vân gỗ của cái hạt nó thì rất là đẹp này. Đấy, vân gỗ thì rất đẹp. Và cái sản phẩm này thì cái phần chun của nó này, đấy cái chun nó co giãn, các bác có thể đeo vào tay, đeo vào cổ thứ rồi, đeo ok luôn. Rồi là làm vòng phong thủy, vòng lần hạt ok luôn nhá. Hàng mới đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, thì mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đây, mua về làm quà, biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự luôn. Giá tại em đang bán một cái hộp vòng gỗ đeo tay này với giá chỉ có là đi 40k thôi, 40k. Lên mã sẽ là cái vòng gỗ đeo tay đang gửi bác là 40k có nhá. 40k cho một cái chiếc hộp vòng gỗ đeo tay nha, là bao gồm là cả hộp cả vòng luôn. Giá nó rất là bình dân, chỉ 40.000 thôi. Đấy, 40k một hộp vòng gỗ đeo tay nhá. Tiếp theo sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng đó là cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã sẽ là cái cây kéo cắt gà của Đức này. Hiện tại em đang bán một cây kéo cắt gà của Đức này. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 90.000 một cây thôi. Đây, logo thương hiệu Wailing của Đức này. Đấy, hàng về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nha, rất ok. Phần dưới này thì nó làm dạng ba viên này để các bác dùng để đánh vảy cá nhá, rất ok. Tay cầm. Đấy, tay cầm rất ôm tay luôn. Lên mã cho cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Kéo cắt gà của Đức, bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt gà của Đức này. Với giá sẽ là đi 90.000 một cây. Kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức 90k cho một cây kéo gà Đức nhá. 90k một cây kéo gà Đức này, giá nó quá bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nha, rất ok. Cắt rất ngon này nhá. 90k một cây. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây thước đo này, thước đo này hiện tại bên em đang có thước đo của Filter và toàn bộ dòng này thì đều có lỗ ban đấy nhá. Đều có lỗ ban đây. Đấy, đây, đều có lỗ ban này, mặt đằng sau có lỗ ban luôn này, mặt đằng trước đây nhá. Con này là con 7,5 m này. Đấy, hàng hãng Filter nhá, toàn bộ bên ngoài đều bọc cao su chống trơn trượt này. Phần dây qua này rồi là phần video. Con này là con 7,5 m này. Ngoài ra có con nhỏ hơn thì là cái con này con 5 m này.
5m này, thước kéo rất trơn tru nhá, 5m. Đây có lỗ phần lỗ ban này, có lỗ ban để các bác đo phong thủy nhá. Nhiều bác rất là thích đo phong thủy đấy, nhiều bác rất là hỏi đấy. Thì đây em nhập về cho bác cái dòng này, em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là mẩm là cây cây thước thước lỗ ban, thước lỗ ban, thước lỗ ban thì có hai loại là 5m nhá, 5m thì bên em đang bán giá là 40.000 đấy, 40k. Còn cái loại 7m rưỡi nhá, 7m rưỡi thì đang có giá là 50k. Đấy là tùy nhu cầu nhá, các bác lấy loại nào thì bên em sẽ đặt cho loại đấy nhá. Lấy 5m thì báo như em lấy loại thước 5m thì em sẽ đặt cho, lấy loại 7m rưỡi thì cứ báo như em bên em là nhặt cho bác thước 7m rưỡi thì sẽ nhặt cho. Và toàn bộ hai cái cây thước này đều là có lỗ ban hết nhá, đều có lỗ ban để cho các bác xài luôn đấy, để phục vụ các bác. Vì nhờ quá nhiều bác hỏi có thước lỗ ban không, thì đây thước lỗ ban một cách ngon lành luôn nhá. Đấy, các bác đo phong thủy thì đo đất đai thì ok luôn. 5m là 40.000, còn 7m rưỡi thì là 50.000 nhá, thước lỗ ban nhá, hàng của hãng của Filter. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây tô vít đỏ này, cây tô vít đỏ nhá, em báo giá luôn. Cây này thì hiện tại giá đang rất là tốt rồi đấy, tô vít đỏ, tô vít đỏ này, tô vít đỏ này giá của nó sẽ là 40.000 một cây nhá, 40.000 một cây. Các bác nào hay xoáy ra căn thứ gia đình nhà mình đấy, các bác mua cho một cây này về cực kỳ đa năng luôn đấy. Bình thường này các bác nhìn thì cứ tưởng nó là một cái cây vít bình thường thôi nhá, đấy nó chỉ có hai đầu đúng không, thì đây ở đây sẽ có là hai đầu, một đầu dẹt, đầu ba ke, các bác dùng đầu nào các bác cắm ở đây đấy, thì các bác cắm ở đây thì nó thành cây vít bình thường này. Nó có thể chỉnh cái phần cỡ nhá, chiều dài chiều rộng này, à chiều dài ngắn ngắn vào hay là dài ra này, đấy tùy nhu cầu nhá. Nó có phần chỉnh cỡ đây này, đấy chỉnh cỡ đây. Còn nếu mà các bác muốn chuyển sang thành một cái cây vít chữ T để các bác xoáy nó có lực tay hơn thì các bác rút này ra cắm ở đây cho em. Đó thì nó sẽ thành một cây công, cây vít tay chữ T nhá. Cái này thì dành cho những cái con ốc mà nó chặt đấy, mà các bác cần cái lực công nó khỏe thì các bác lắp sang cái kiểu như này. Đấy thì ở đây nó có một cái lỗ này. Đấy thì các bác dùng đầu nào các bác cắm đầu vào. Đấy, cắm đầu vào. Ấn chặt vào nhá. Và bắt đầu các bác cứ thế các bác gồng lên các bác xoáy thôi. Đấy, dùng cho những cái con ốc khó, ốc cần lực nhiều thì các bác dùng con kiểu như này. Còn không các bác rút ra lại cắm ở đây bình thường. Là các bác lại xài thành một cây vít bình thường thôi. Đấy, ok luôn. Đấy, 2 trong 1 nhá. Vừa có một cái cây vít chữ T ngang bên này, vừa một cái cây vít thẳng nhai. Và một cây này có cả hai đầu luôn. Đấy, ba ke và đầu dẹt ok cho bác luôn. À, một đầu ba, đúng rồi, đầu ba ke và đầu dẹt. Hàng này thì của Nhật nhá, hàng bãi của Nhật. Hàng của thương hiệu cái này, xem cái, đợi chút đi em xem cái hãng của nó là kia. Hayabusa nhá, Hayabusa. Đấy, hàng của thương hiệu Hayabusa Japan này. Đấy, Hayabusa Japan. Này thì hàng này hãng rất nổi tiếng rồi. Lên mã em xem là cái cây tô vít đỏ nhá. Đấy, vừa thành một cây tô vít dài, vừa thành cây tô vít kiểu dạng vuông góc này, 40k một cây nhá, 40k một cây tô vít đỏ. Tiếp sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ chốt cửa này, bộ chốt cửa nhá. Lên mã em xem là cái bộ chốt cửa bạc. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc là cái bộ chốt cửa tự động đều được nhá. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc bộ chốt cửa tự động đi đây. Em sẽ lấy nó qua này. Đây nhá, một bộ nó sẽ gồm có là như này. Đầu vít đi kèm này và một cái bộ như này. Đấy, thì về các bác lắp vào hai cái phần cánh cửa nhà mình. Đấy, khi mà các bác sập vào thì nó sẽ theo cái đường vít vát của nó này, nó sẽ sập vào. Và lúc nào các bác muốn mở ra thì nó sẽ thụt cái này vào và cứ thế các bác mở ra. Còn lúc nào mà các bác muốn đóng vào, các bác đẩy mạnh cửa cho em cái là tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, đẩy mạnh cửa nó tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, các bác không phải cài, nhiều khi mà các bác hay quên nha, các bác không cài ấy. Thì chẳng may là nó cứ để cửa các thứ ra, trộm cắp rồi là các thứ ra, rất nguy hiểm. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, nó là cái bộ chốt cửa bạc nhá. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chốt cửa bạc hoặc là chốt cửa tự động đều được. Đấy, chốt cửa bạc không nhá, chốt cửa bạc. Hiện tại em đang bán một cái bộ chốt cửa bạc như này với giá sẽ là đi 30.000 bộ thôi. Đấy, có đi kèm đó là cả ốc vít để về các bác lắp lại thôi. Đấy, 30k. Bộ chốt cửa bạc này. Đấy, bộ chốt cửa bạc 30k một bộ nhá, giá nó quá là hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác lắp vào cửa nhà mình. Đấy, 30k một bộ nhá, 30.000 một bộ chốt cửa bạc, chốt cửa tự động nhá, 30k. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, về con này rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác lắp vào hai cánh này. Đấy, lắp vào xong, sau đó các bác ấn mạnh này, đấy thấy không? Ấn mạnh nó khớp ngay. Còn nếu các bác lúc nào muốn mở ra thì các bác kéo phần bên hông cho em này. Đấy, kéo thì nó sẽ, đấy nó kéo nó sẽ thu vào và nó, các bác sẽ mở được cửa ra. Còn không thì các bác cứ ấn mạnh cái nó sẽ sập vào luôn. Đấy, có nhìn lại một lần nữa này. Đấy, ấn mạnh cái sập luôn nhá. Sập ngon lành luôn này, rất tiện dụng và rất là hay. Đấy, bộ chốt cửa bạc nhá. Chốt cửa bạc hoặc là bộ chốt cửa tự động đều được. Đấy, bên em đang bán một bộ này với giá là 30.000, đi kèm cho bác là có cả ốc vít đầy đủ luôn là 30.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con vòi đồng quay này, vòi đồng quay, vòi đồng tưới cây, dùng cho các bác nào dùng về lắp ở vườn nhà mình này. Rồi là các bác lắp ở trên mái thì mình chống nóng cũng rất ok luôn. Con này chất liệu của nó là dạng đồng ấy, đồng thau nguyên
nguyên si luôn, đồng thau chất lượng luôn. Đấy thì cái con này nguyên lý động của nó khi mà có áp lực nước nó đẩy lên thì cái phần này nó sẽ quay, và ở đây nó sẽ có những cái đầu lỗ này. Đấy thì nó sẽ phun nước ra và nó cứ thế nó quay tròn, sau đó nó phun nước ra. Đấy, quay tròn này và nó phun nước ra, nước càng mạnh thì quay càng nhanh và phun càng khỏe nhá, phun càng khỏe. Đấy thì nó sẽ cứ quay tròn thôi. Còn này các bác sử dụng ngoài trời cho em thoải mái, không lo nó bị gì sét thứ gì, nó rất là bền. Đồng thì có yên tâm về đồng với nước thì nó rất là bền rồi. Đấy, đồng kết hợp với nước thì rất là bền luôn và ok. Có đi kèm nó là một cái đầu cút nối nhanh nha. Đấy, cái cút nối nhanh này thì về em nói luôn các bác nhá, về các bác nếu mà có những cái đầu cút nối nhanh của nhà bác, các bác lắp vào thì các bác đã xài, còn nếu không thì các bác bỏ cái này ra. Đấy, mua cho em một cái gen 21 ấy, nó có cái gen xoáy này, các bác lắp nó vào để cho nó tiện hơn. Chứ còn cái đầu này thực ra là nó phải có đầu nối nhanh cơ thì các bác mới nối được, chứ còn không là các bác không có đâu, các bác không nối đâu, em nói luôn đấy. Không, lúc về các bác bảo là không lắp được, nó rất là dở hơi. Đấy thì chủ yếu bán cái phần vòi này thôi. Đấy, còn cái này thì nhà xuất người ta có đi kèm. Đấy thì về các bác có cút nối nhanh ấy, cút nối nhanh thường thường thì nó sẽ ấn cái này xuống này. Đấy, sau đó nó sẽ khớp vào luôn này thì nó sẽ dễ. Đó thì lên mã em sẽ bấm cái con vòi quay nhá. Đấy, vòi quay 360 độ này, chất liệu bằng đồng nhá. Con này đi tại em đang gửi giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80k. Đấy, 80k cho một chiếc vòi quay. Cứ lên mã em sẽ làm vòi quay này. Vòi quay đang gửi bác là 80k cho một con vòi quay này, chất liệu bằng đồng. Đấy, 80k một cái vòi quay nhá, 80.000 thôi. Đấy, quay tròn nha. Vòi quay 80.000 một triệu nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này dùng tưới cây thì các thứ dùng rất ok đây. Các bác cùng coi này. Đấy, về các bác lắp đặt vào cái phần nước nha mình. Đấy, sau khi mà mở van nước này mình nhìn này, nó xòe này. Đấy, nó xòe ra rất là to luôn. Cái đường kính bán kính xòe rất là to. Đấy, và cũng do cũng theo chủ yếu là cái theo áp lực nước của bác nhá. Áp nước bác càng mạnh thì nó phun ra tuyển nó càng rộng, cũng như là nó quay càng nhanh các nhá. Đấy, quay càng nhanh đấy, có nhìn lại lần nữa là mở ra. Đấy, thấy không? Dùng để tưới cây này rồi là lắp trên mái chống nóng này, các thứ này cũng ok luôn nhá. 80.000 một chiếc các nhá. Vòi quay chất liệu bằng đồng, 80k một chiếc này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã các bác, đó là cái con bàn trải điện này. Lên mã em sẽ cái cây bàn trải điện nhá. Bàn trải điện. Con này thì rất ok, các bác về sử dụng này, đánh răng hay giấc. Con này nó cái tần số dùng của nó lên đến là 32.000 vòng trên phút nhá, dùng cực kỳ khỏe luôn. Lên mã em sẽ là mở mấy cái cây bàn trải điện này. Bàn trải điện này bữa trước đây bên em đang bán là 100.000, hôm nay em xả kho bác giá chỉ còn có là đi 60k nhá, 60k mỗi cây bàn trải điện này, 60k một cây. Đấy, xả kho bán nhanh cho bác dễ mua luôn đây. Con bàn trải điện đây. Mới keo nguyên hộp nhá. Sản phẩm sẽ gồm có là một cái cây bàn trải chính này. Đấy, một cây bàn trải chính. Đấy, rất nhiều cấp độ này, đây là nút bật nguồn, bật lên này. Đấy, máy chạy nhá. Đấy, các cấp độ các bác muốn tắt đi thì các bác giữ lì cho. Còn các bác bật thì ấn một lần là máy nó sẽ bật nhá. Và ấn một lần nữa thì nó sẽ chỉnh chuyển các chế độ này. Đấy, đèn xanh đâu thì nó chuyển chế độ đấy nhá. Các bác về xem đánh chế độ phù hợp thì mình chuyển sang chế độ đấy, và giữ lì thì nó sẽ là tắt nguồn. Ở đây thì sẽ có tặng kèm cho bác là 4 cái đầu bàn trải để các bác thoải mái thay thế này. Một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc mi. Đấy, về các bác sạc thì các bác tháo nó ra. Cắm vào đây. Sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn trực tiếp, cái nguồn là nguồn 5V 2A nhá. Các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là hoặc là cái cổng USB có nguồn 5V ấy, nguồn ra 5V là các bác có thể sạc cho cái máy này rồi. Con này các bác sạc một lần dùng chắc phải cả nửa tháng luôn, pin cực kỳ trâu nhá, pin rất trâu luôn. Đấy. Thì đây em sẽ tháo cho bác, chất cho bác một cái đầu bàn trải này. Đầu bàn trải lông rất là mềm luôn, lông cực kỳ mềm nhá. Lông mềm dã man luôn. Đây, lông rất mềm nhá. Lông rất mềm luôn. Đấy, đánh rất ok. Đánh cực kỳ sạch, cái này đánh sạch lắm. Bình thường là các bác hay dùng những con bàn trải truyền thống ấy, các bác đánh hay bị xước sát răng như con này. Các bác dùng yên tâm đi, dùng không lo xước sát răng miệng mà cái tần số rung nó rất ok. Đây, đấy các bác lắp vào này, bật đây này. Đấy, là các bác sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có những cái chế độ khác nhau, để các bác dùng chế độ nào thì các bác để chế độ đấy nhá. Đấy, dùng kéo các bác nghe tiếng nó rung này. Đấy, các bác nghe tiếng rung không? Kinh khủng khiếp luôn, rung khỏe lắm. Đấy, đây em sẽ test bác coi này. Các bác thấy nó rung rung đúng không? Đấy, con này là nó lợi dụng cái phần sóng rung của cái đầu bàn trải này thì nó sẽ đánh tan những cái phần mảng bám lâu ngày. Đấy, những phần mảng bám lâu ngày ở trên răng. Đấy, giúp răng của bác trắng hơn, sạch hơn. Đấy, thơm to hơn. Đấy, rồi là những cái phần cặn bẩn này, cái phần mảng bám trên răng là nó sẽ rung, nó sẽ làm đánh tung ra hết luôn. Nên là các bác sử dụng rất là sạch. Đấy, em vừa test bác coi nhá.
máy nó rung rất là khỏe, rung khỏe lắm. Đấy các bác nghe tiếng chưa, rung khủng khiếp luôn đấy. Đó, về thì sạc pin và các bác lại xài thôi. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cái bàn chải đánh răng điện nhá, bàn chải điện đánh răng. Giá hôm nay em xả kho bán anh bác luôn, chỉ còn có 60.000 một chiếc thôi, 60k. Con này nó rung là lên đến 32.000 vòng trên 1 phút này, cực kỳ khỏe luôn, 60k một chiếc đó nhá. À, ngoài cái sản phẩm bàn chải đánh răng thì hôm nay em giới thiệu luôn các bác, đó là cái mẫu kem đánh răng này. Lên mã cho em sẽ là một cái cây kem đánh răng của thương hiệu Santa. Đấy các bác có thể kết hợp cùng với con kem đánh răng này thì các bác sử dụng rất ok luôn. Con kem răng này thì nó là kem đánh răng dạng muối nhá, rất là tốt cho phần lợi này, lợi hay bị chảy máu chân răng này, các bác hay bị ê buốt lợi này. Đấy, rồi là răng các bác lâu ngày bị ố vàng này thì các bác dùng con này cho em. Đấy, kem đánh răng muối nhá, giúp trắng sáng này, rồi là khôi phục hệ thống lợi niếu này. Đấy, giúp các bác lợi niếu của bác khỏe hơn nhá, chắc hơn. Đấy, rồi là không bị chảy máu chân răng nhá. Đấy, mồm miệng thơm tho ok hơn thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái lọ kem răng Nhật, một típ này là 170g nhá. Một típ này là 170g này, hàng chuẩn của Nhật luôn. Cái này dùng rất là sạch, đánh cực kỳ thích luôn. Cái này em cũng đang dùng ở tầm 2 năm này, em dùng nhẹ luôn nhá. Các bác dùng đảm bảo bác là nhẹ luôn, dùng thích cực kỳ. Đó. Một típ kem răng của Nhật này với giá sẽ là đi 60.000 thôi. Đấy, 60k bữa trước đang bán là 75.000, hôm nay em về bác mức giá rất tốt. 60k cho một típ kem răng Nhật này chỉ có 60.000 thôi. Một típ này là 170g, dùng cực kỳ ok luôn. Các bác có thể mua kèm thêm cùng với lại bàn chải răng nhé nhá, để về các bác trải nghiệm và sử dụng. Đấy, nói chung là đảm bảo các bác là các bác dùng nhẹ luôn nhá. Típ kem răng là 60k và bàn chải đánh răng điện cũng 60.000 luôn các nhá. Cây khóa đồng của Đức này, lên mã em sẽ cây khóa đồng Đức nhá. Đấy, cây này thì quá chất lượng rồi. Dòng khóa đồng Đức chống cắt chống trộm cực kỳ ok luôn. Đấy, và con này nó sử dụng cái hệ điều hành là chống mưa chống nước, nên là các bác dùng cho em ngoài trời. Đấy, các bác cứ dùng cho em ngoài trời cực kỳ là ngon lành luôn. Cái này em đang dùng khoảng tầm 2 năm nay ngoài trời rồi. Bình thường là các bác mua những con khóa ngoài chợ chưa thứ giờ các bác mua về, các bác dùng ngoài trời nó rất là nhanh rỉ sét này, rồi là rất là khó mở này, đặc biệt là cái mùa mưa mùa ẩm ấy là nó rất hay bị rỉ sét. Nhưng con này thì bao dùng bao xài bác luôn, khóa rất là trơn tru nhá, không lo rỉ sét. Thứ hai là dòng chống cắt chống trộm này, các bác nghe cái tiếng khóa là thấy nó đã sướng sướng tài quá nhá. Đấy, nghe thì nó đã thích rồi, khóa của Đức nên là cứ yên tâm về chất lượng đi. Made in Gạc Mani nhá, Made in Gạc Mani. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có một thân khóa đi kèm cho các bác, thì bên sản xuất sẽ có làm luôn cho bác hẳn 4 chìa luôn. Đấy, để các bác có thể là thoải mái chia cho người nhà người thân nhà mình. Đấy, mỗi người một chìa. Đấy, để mọi người tiện đi ra đi vào, có chìa mở ra mở vào rất tiện dụng luôn nhá. Khóa thì thao tác đóng mở nó rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, xoáy cái là xong. Đây, xoáy cái mở đây, rất tiện dụng mà rất là nhanh nhá, rất là nhanh, ok luôn. Báo giá bác luôn nhá, hôm nay em sẽ xả kho sản phẩm mình luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 160.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi và tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Bữa trước đang bán là 160.000, hôm nay về luôn cho bác một cái mức giá cực kỳ là tốt. 130.000 một cây nhá, 130.000 một cây khóa đồng Đức này, chỉ 130.000 một cây thôi. Hàng bao chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng bao chất lượng cho bác luôn. 130.000 một cây nhá. Sẽ gồm có là một thân khóa đi kèm là 4 chìa, dòng khóa chống cắt chống trộm mưa nắng các thứ giờ các bác cho em ngoài trời thoải mái luôn. Khóa cổng khóa cửa cực kỳ ok nhá. 130.000 một cây này, 130.000 một cây này. Nhanh tay vào việc chốt đơn anh luôn à. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kìm đa năng nhá. Đấy, tiếp tục về cái mã hàng kìm đa năng này, và đợt này cũng về với một mức giá gọi là vô cùng yêu thương gửi bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng này. Kìm đa năng này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác một mức giá vô cùng ưu đãi. 100.000 một cây nhá. 100k một cây này, 100k. Hôm nay em sẽ giảm giá xả kho sản phẩm luôn, 100k một cây kìm đa năng. Con này thì nó đa di năng các bác nhá, đa di năng. Có phần lò xo trợ lực này, dòng sản phẩm đời mới của phần lò xo trợ lực, tay cầm thì đều được bọc cách điện, các bác có thể dùng sử dụng sửa điện thứ thoải mái cho em luôn. Ở đây thì nó sẽ có là một cái phần là cái phần cắt kẹp này. Đấy, như bao chiếc kìm bình thường này. Đấy, dòng kìm thép CRV nhá, hàng nội địa của Nhật. Bên dưới này sẽ có là dòng bấm cốt này, rồi là có cả cái phần lõi tuốt dây nhá, bấm cốt này, tuốt dây này, cắt kẹp các thứ này. Đấy, sử dụng làm điện đóm và có thêm cái chức năng có thêm một cái phần phụ nữa, đó là cái lò xo trợ lực nhá. Các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động là cái con lò xo này nó sẽ hỗ trợ đẩy các bác nhá, các bác không cần phải dùng tay đẩy đâu. Đấy, chỉ việc bóp thôi, còn mở là tự động cái con lò xo này nó sẽ hỗ trợ nó đẩy các bác cho các bác ra. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này, rồi là cắt kẹp này. Con này các bác sử dụng gia đình này,
anh em sử dụng thợ thuyền này, sử dụng công việc cho em thì cũng quá ok luôn. Dòng thép CRV nhá, siêu cứng, dày dặn chắc chắn. Đó. 100 ngàn một cây nhá, 100 ngàn một cây. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, hôm nay em giảm giá xả kho thì cũng có 100 ngàn một cây thôi. Cực kỳ là chất lượng luôn. Dòng kìm hàng nội địa của Nhật rất là đẹp nhá. Hàng nó hàng bãi nhưng mà hầu như là còn mới keng hết các bạn. Còn mới keng, chưa qua dùng lần nào luôn đấy. Chưa dùng qua lần nào luôn. Đây là có những con còn nguyên cái bóng bên trong này. Đấy, ok luôn nhá. 100k. Các bác tội gì mà các bác không mua. Bình thường là các bác mua thị trường thì đang bán 150 200 một cây kìm đa năng này. Đây các bác bỏ ra chỉ có 100 ngàn thôi. Sở hữu cho em một cái cây kìm đa năng, dùng đủ mọi chức năng luôn, cắt, kẹp, tuốt dây rồi là bấm cốt rồi là đủ các món luôn các bác nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái bộ tô vít đỏ vàng. 2 4 6 7 cây, một bộ tô vít đỏ vàng 7 cây, giá của nó thì cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này, bộ tô vít đỏ vàng 7 cây nhá, giá sẽ là 130k cho một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này, chỉ có 130.000 thôi một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây. Đây một bộ này sẽ gồm có là đi 7 cây vít này, 7 cây vít đấy, 7 cây vít. Bộ này thì chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, các bác làm điện đóm thì rất là hợp lý luôn. Đấy, rất hợp lý nhá, chuyên dùng cho anh em thợ thuyền làm điện. Nó sẽ có là các loại đầu là đầu ba ke và đầu dẹt nhá. Đầu ba ke có, đầu dẹt có luôn. Đấy. Đây một cái cây to nhất đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Kabushi nhá. Toàn bộ đều đầu bọc cách điện rất ok. Đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt rồi là đầu ba ke này đây, đầu ba ke đây. Đấy, đầu ba ke các bác xoáy điện đóm thứ dùng chuyên dùng điện thì em bộ cho em bộ này rất an toàn. Ngoài ra thì nó có một cái cây bút thử điện nhá các bác nhá, một cái cây bút thử điện để về các bác test thử điện này ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cho các bác thợ điện sửa điện rồi là các bác sử dụng gia đình, dùng trong những cái hôm nào mà các bác sửa chữa điện đóm dùng cho an toàn. Đấy, không lo nó bị giật giữa thứ gì vì toàn bộ đều bọc cách điện mà, dùng rất an toàn luôn. Bộ tô vít đỏ vàng 7 món nhá. Đấy, 130.000 bộ này nhá, 130.000 bộ này. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng ok, cái này thì bên em bán rất nhiều rồi. Đấy, dùng chất lượng lắm. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Lên mã em sẽ cái cây thước kẹp điện tử. Đấy, cái này hiện tại em đang có giá là 100.000 một cây nhá, 100k. Lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp điện tử 100k một cây. Đó, con này thì nó là dòng thước để các bác đo kẹp nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, và đi kèm thì sẽ có cho bác bên nhà xuất sẽ có tặng luôn cho bác là một viên pin nhá. Đấy, và đựng trong thước thì đựng trong hộp rất là cẩn thận nha. Đấy, thước rất là xịn và ngon nhá. Đây. Đó. Con này đo tối đa được là 15cm, 150mm nhá. Đo tối đa được là 150mm. Đấy thì về khi mà các bác sử dụng ấy, thì các bác rút cho em cái tấm siêu nhựa này ra. Hiện tại nó đang có một cái tấm siêu nhựa này. Các bác rút ra nhá. Đấy, rút ra bắt đầu là nó mới nhận pin này. Đấy, khi mà nào mà rút ra xong rồi thì bắt đầu các bác đo thôi. Cứ thế các bác đo. Đấy, con này ở trên đây có 3 nút này. On, off, bật, tắt này. Nút 0 là xóa sạch này. Đấy, và nút hai đơn vị đo là đơn vị đo mili và đơn vị inch nhá. Đấy các bác dùng đơn vị nào có ấn với đơn vị đấy, còn dùng thì mình bật lên, không dùng mình có thể tắt đi tiết kiệm pin. Đó. Đo thì cực kỳ là chính xác luôn nhá. Đây, em sẽ đo test cho bác coi này. Đấy ví dụ em đo cái này này, đo cái hình tròn này này. Đấy, bên trong này. 19.1 mili này, rất chính xác luôn nhá, chính xác từng cái mili một luôn. Đấy. 28.0 mili này, quá ok luôn nhá. Đấy, giờ là ví dụ các bác đo những cái đồ hình vuông này này. Đây, đấy các bác kẹp này, ok luôn nhá. 30mm này, đấy 30mm, rất ok. Ngoài chức năng là đo kẹp thì mình có thể là đo chiều dài rồi, các bác có thể đo được chiều sâu này. Các bác nhìn thấy cái gậy này, đấy các bác có thể là chọc xuống này các bác đo được chiều sâu nhá, đo chiều sâu cũng ok luôn. Đó. Lên mã thì em sẽ làm phẩm là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, rất là thông minh là nó sẽ hiển thị toàn bộ số trên này luôn. Đấy. Và đặc biệt là cho bác nào mà người già mắt kém, đấy đôi khi các bác nhìn những thước kia nó rất là khó nhìn thì các bác mua ngay cho em con thước này về, cái số nó hiển thị to đùng ở trên này luôn này, nên là các bác nhìn nó rất là chuẩn luôn, đấy nhìn không lệch được chữ nào đâu. Thước kẹp điện tử nhá, thước kẹp điện tử 100.000 một cây nhá, 100k một cây này, có kèm thêm bác là một viên pin nữa để về các bác hết pin thì các bác thay pin rất là dễ thôi. Các bác mở cho em cái nắp này ra này, ở đây là nắp này, pin của nó là pin cúc áo đấy, thì nó có sẵn một viên pin rồi và có một viên pin đi kèm, nếu mà hết pin thì các bác lại lấy vào lắp đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tắt đi. Đấy, tiết kiệm pin. Đấy, cho vào cái hộp này rất cẩn thận này. Chống sốc, chống va đập ok luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề, các bác sử dụng đo đạc ở gia đình nhà mình cũng ok luôn nhá. 100k lên mã cho là cây thước kẹp điện tử. Tiếp
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái vỉ đầu bắn tôn của Makita này. Đấy, vỉ đầu bắn tôn của Makita nhá, đây, của Makita. Đầu này thì bộ đầu này của nó là đầu 8 nhá. Đầu 8 x 42. Một cái vỉ này sẽ gồm có là 10 đầu. Đấy thì em cũng xả kho luôn. Đấy, xả kho cái bộ này luôn. Bữa trước thì đang bán là 100 ngàn một vỉ này. 100k một vỉ, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 60 ngàn một vỉ thôi. 60k một vỉ này. Đấy, đấy là giá mà các bác mua cả vỉ nhá. Giá các bác mua cả vỉ, còn nếu các bác muốn mua lẻ đầu thì bên em đang bán lẻ một đầu bán tôn này với giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, với giá chỉ có 10.000 này. Đầu của nó đầu 8 và toàn bộ đều có nam châm từ tính nhá. Đấy, có nam châm từ tính luôn. Ok. Nam châm bắt rất là ngọt luôn các bác nhá. Nam châm từ tính đầy đủ các bác luôn này. Đấy, đầu này là đầu 8. Nói chung là đầu 8 là cái đầu phổ thông bán tôn nhiều nhất rồi. Đấy. 10.000 một đầu nhá. Nếu mà các bác lấy đầu lẻ, đấy là đầu bán tôn. Còn nếu mà các bác lấy cả vỉ 10 đầu. Cả một vỉ 10 đầu thì giá cực kỳ tốt luôn, nó chỉ có 60.000 thôi, là một vỉ luôn là 10 đầu này thì là 60.000 của hàng của Makita nhá, hàng hãng luôn. Đây, Makita Ayo Achi Japan này. Đó. Một vỉ 10 đầu là 60.000, còn các bác mua lẻ một đầu thì là 10.000 nhá, mua lẻ một đầu thì là 10.000. Đấy là tùy nhu cầu mình. Nói chung là bác nào mà dùng nhiều thì nên mua cả vỉ về xài. Giá nó hạt rẻ. Bình thường này các bác mua một cái đầu bán tôn của đều watt của Mỹ ấy, nó đã rơi vào khoảng tầm là đi 450.000 một đầu rồi. Đấy, bên em bán cả một cái vỉ 10 đầu này mà giá nó chỉ có 60.000 thôi. Đấy, các bác tội mà các bác không mua. Đấy, hoặc các bác mua lẻ cũng được, mua lẻ cũng chỉ có 10.000 một đầu thôi. Giá nó quá bình dân luôn. Đó. À, vỉ đầu bán tôn 10 đầu 60.000, mua lẻ một vỉ là 10.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây kéo cắt tỉa này. Đấy, về chuyên dùng cho các bác dùng để tỉa cành, tỉa tán, tỉa cây. Đấy, các bác Tết nhất đi nơi rồi, các bác chăm sóc cây cối như mình, khu vườn của mình cho nó đẹp hơn để chuẩn bị đón Tết này, thì các bác mua cho em cái cây này về. Cây này thì cứ bao sắc bao xài luôn. Hàng này thì nếu mà nói chuẩn thì bên Nhật người ta dùng để cắt lông cừu nhá. Đấy, hàng Nhật nó xuất đi để cho dùng cho các nước để cắt lông cừu. Đấy, các bác nhìn thấy hình con cừu chưa? Đấy, chuyên để cắt lông cừu là cứ biết, các bác biết cái độ sắc nó như nào rồi. Cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng bao dùng bác xài luôn. Made in Japan. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 34 cm nhá. Phần bản lưỡi của nó dài là 20, còn tổng chiều dài của nó vào là 34 cm. Đấy. Khâu khóa đồng nhá các bác nhá. Khâu khóa đồng này. Đó, sắc bén ok luôn này, em sẽ cắt cho bác coi. Đây này, em lấy cái giấy bóng em cắt này. Các bác nhìn này, giấy bóng này các bác nhiều kinh kinh khủng không? Giấy bóng nó cắt ngọt dã man luôn này, các bác nhìn này, giấy bóng này. Đấy. Đây, giấy bóng này cắt kinh khủng luôn này. Ối, dã man luôn, nói chung là siêu sắc bén nhá. Có phần lò xo trợ lực nhá, lò xo trợ lực này và khóa hãm đầy đủ cho bác luôn. Đó, tay cầm thiết kế dạng đường đường vòng cong cong này. Đấy, các bác bóp nó rất là sướng tay, đã tay nhá. Mà các bác bóp này lâu nó không bị mỏi tay. Đấy, bóp lâu nó bị mỏi tay. Về các bác vùng dùng để tỉa tán này, cắt cành này. Đấy, rồi là sử dụng cắt trong rất là nhiều việc luôn. Tổng chiều dài là 34 cm nhá. Phần bản lưỡi của nó dài là 20. Đấy, hàng khâu khóa đồng, hàng xịn. Made in Japan. Đó. À, em báo giá luôn nhá, lên mã cho em sẽ là hỏng là cái cây kéo tỉa dài 34 cm, thì cứ lên mã cho em sẽ là kéo tỉa 34 cm nhá, kéo tỉa 34 này, kéo tỉa 34 cm. Giá của nó bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em cũng về với bác mức giá thanh lý xả kho luôn, giá chỉ còn có 110.000 một cây thôi. 110k một cái cây kéo tỉa 34 cm này, 110.000 một cây nhá. Đấy, bán nhanh xả lỗ với bác luôn. Đó, về các bác chốt nhanh, về các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt đồ đạc nhà mình ok luôn nhá. 110.000 cây thôi. Giá rẻ rất tốt mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả luôn cho bác, đó là cái bộ vít V50 này cô ơi, bộ vít V50. Bộ này nó sẽ gồm có 50 cái đầu vít nhá. Đây đợi chút em bóc cho bác. Coi, bộ nó đóng gói rất kỹ cơ. Đây. Đóng gói cực kỳ kỹ càng luôn. Đấy. Một cái bộ vít nó sẽ gồm có tổng cho bác là 50 đầu vít. Đấy, dành cho các bác làm nghề bộ này quá ok. Rồi các bác sửa chữa ở nhà cũng ok luôn. Đấy, sẽ tổng là 50 đầu vít nhá. Đây. Ở bên này một loạt là đầu những cái đầu hoa thị to nhỏ này. Bên này thì sẽ có là những cái bộ đầu là đầu đầu dẹt, đầu tròn, đầu lục giác này, rồi là đầu những cái đầu dị dị như là đầu đầu hai cạnh này này. Đây này. Đấy, cái đầu hai cạnh này. Đó, rất ok nhá. Bộ này thì toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng. Đấy, siêu cứng và siêu ok luôn. Đấy, toàn bộ thì đều được tích đều toàn bộ đều được tích nam châm từ tính nhá. Toàn bộ là đều được tích nam châm từ tính nên là sử dụng dùng rất ok luôn. Đấy, sử dụng rất ok luôn. Các bác mua về sấy vít, sấy ấy ra. Và cái chân này của nó này, các bác nhìn này. Cái chân này của nó sẽ là cái chân lục giác. Nên là khi mà về các bác lắp vào những cái con máy khoan pin, máy khoan cầm tay là rất là vừa này. Đấy, và cái phần đầu vít nó rất là dài nhá. Những cái lỗ vít mà nó sâu ấy là các bác vẫn có thể luồn vào, các bác xoáy được những cái lỗ bên trong. Đấy, rất ok luôn. À, cho anh em thợ thuyền làm nghề này,
các bác sử dụng gia đình này, xoáy bộ này thì quá ok luôn. Đấy, hàng mới keng nguyên trong hộp này các nhá. Đấy, hàng bãi nhưng vẫn còn mới rất đẹp luôn. Đó. À, báo giá bác luôn nhá. Lên mã cho em xem cái bộ vít V50 nhá. Tổng nó sẽ gồm có là 50 chi tiết, 50 đầu vít trong một cái hộp nha. Đấy, giá nó bình dân thôi. Chỉ có là đi bao tiền nhỉ? 170.000 nhá, 170.000. Đấy, bữa trước em đang bán là 250.000 đấy, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 170.000 đúng không nhá. Lên mã cho em xem cái bộ vít V50 nhá, bộ vít V50 chi tiết. Đấy, V50 chi tiết nhá. Đấy, V50 chi tiết 170.000, xả kho bán nhanh các bác luôn. Đó. Rất chất lượng luôn đấy các bác, cùng nhìn lại một lần nữa này. Quá đẹp luôn. Đấy, đầy đủ là 50 đầu vít các nhá, 50 đầu vít cơ. Đấy, và có thể là lắp vào máy khoan pin cái thứ thoải mái luôn. Và vít nó dài, các bác có thể xoáy trong những cái lỗ sâu ok luôn nhá. Đó, bộ vít V50 đầy đủ các mã đầu luôn nhá. 170.000 một hộp này nhá, 170k một hộp này. Tiếp thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Cây này về ví dụ các bác đo nhiệt độ thức ăn, đồ thức ăn này, rồi là đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ sữa này, dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, các bác cắm vào nó sẽ báo nhiệt độ lên nhá, rất là hay. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Que đo nhiệt độ này, đấy, que đo nhiệt độ bữa trước đang bán cho bác là 60.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 40.000 nhá, 40k thôi. Đấy, bán nhanh xả luôn, 40.000 một cây này. Đấy, rất là tiện nha, đây em sẽ lấy bác còn một cây này. Cái này về các bác hay đo nhiệt độ sữa, nhiệt độ rượu thứ giờ rất là tiện. Ở đây nó sẽ có một cái màn hình hiển thị đầy đủ thông số trên luôn. Thì về các bác bấm cho em bằng nút on off này, bật lên này. Đấy thì nó sẽ hiển thị lên đây nhá. Đấy, hiện tại nó đang là 20.5, nó là cảm nhận theo cái nhiệt độ môi trường. Còn đây ví dụ như đây em cầm tay vào nhá. Em cầm tay vào đo như kiểu đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy thì các bác nhìn này, đấy, bắt đầu là nó sẽ nhích lên luôn này, các bác thấy không? Nó rất là nhẹ luôn. Đấy, đây em cầm tay nắm tay nhá. Cái này là như kiểu em đang đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó nhảy lên luôn. 26.9 độ C nhá, 27 này. Đấy, bắt đầu là nó cứ nhảy nhích dần lên. Còn đây em giờ em bỏ ra nhá. Bỏ này bắt đầu nó xuống này. Đấy, bắt đầu nó sẽ xuống này. Đấy, các bác để ý này. Đó, đương nhiên rồi đấy, bắt đầu là lại cảm nhận là đang xuống rồi đấy. Đó, có thấy không? 29.8 này, 29.7 này bắt đầu đang xuống nhá, rất là tiện dụng luôn. Vì nó có cái màn hình hiển thị ở trên này này, các bác nhìn rõ ràng là nó chuẩn xác bao độ. Về các bác đo nhiệt độ sữa này, nhiệt độ rượu này, nhiệt độ nước này, rồi là đo đồ ăn thức uống các thứ ra này. Đấy, nhiều khi là những cái món ăn mà mình cần đo nhiệt độ để cho nó chuẩn xác với nhiệt độ mà mình cần nấu chín, hoặc là đo nước, đo sữa giờ để cho trẻ con uống là ok luôn. Đấy, đo nước cho trẻ em tắm này, rồi đo sữa cho trẻ em uống này, ok luôn. Que đo nhiệt độ nhá, nay xả luôn các bác, chỉ có 40.000 một cây thôi, 40k các nhá. Về chỉ việc bật lên là xài thôi. Lúc nào mà các bác không xài thì các bác tắt đi. Đấy, có lúc nào dùng thì các bác bật lên. Ok, đó. 40k nhá. Em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây khò ga của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy, hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn cái mã hàng này nhá. Đấy, bán lãi chút đi tình cảm thôi. Đấy, bữa trước thì cái cây đang bán là 150.000. Hôm nay em về cho bác mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Giá chỉ còn có 80.000 thôi. 80k một cây khò ga của Kabushi Japan nha. Lên mã em sẽ là khò ga K1 nhá. Khò K1 này. Đấy, giá đang gửi bác là 80.000 một chiếc nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này các bác yên tâm về chất lượng rồi, hàng của nó hàng hãng coi nhá, cầm cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Sản phẩm này sẽ có là hệ thống đánh lửa tự động này, các bác không cần phải mồi. Về là các bác chỉ việc lắp vào là dùng xài thôi, không cần phải mồi. Ngoài ra đây là cái nút chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, nút chỉnh ga to nhỏ. Và cái nút này đó là cái nút chỉnh gió nhá, chỉnh gió. Đó, thế thôi. Về các bác lắp vào bình ga mini mình là xài. Hàng này thì nó là hàng dạng hàng phân khúc tầm cao rồi. Đấy, dòng phân khúc cao cấp rồi nhá, của Kabushi Japan này. Nó rất chất lượng luôn, hàng mới keng nguyên vỉ này. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây khò ga K1. Hôm nay em xả kho cho bác một cái mức giá gọi là siêu tốt luôn. Chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Đấy, 80.000 cho một chiếc khò ga K1. Giá nó quá là hạt rẻ. Mà nó giá nó quá là tốt. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, số lượng có hạn. 80k khò ga K1 nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, mới keng luôn. Tiếp theo thì hôm nay em cũng xả luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ nhiệt kế này. Lên mã em sẽ là cái cái này là cái nhiệt kế điện tử nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là nhiệt kế điện tử. Nhiệt kế điện tử này hôm nay em cũng xả kho luôn, nhiệt kế điện tử này. Nhiệt kế điện tử này bữa trước đang bán là 100.000, hôm nay em cũng về bác giá mới luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 nhá, 60k cho một chiếc nhiệt kế điện tử này. 60k một chiếc nhiệt kế điện tử nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn. Cái này thì đây, em sẽ bóc cho bác một chiếc các bác coi này. Đấy, hàng nó mới căng nha. Thì về các bác sử dụng thì có một viên pin này, đấy, và một cái
con đồng hồ nha. Đấy thì về các bác bóc cho em cái lớp siêu màn hình này ra nhá. Nó có một cái lớp giấy bóng bảo vệ cái màn hình này. Về các bác bóc ra. Đấy các bác bóc ra này. Đấy thì nó sẽ mới keng nha. Đấy khi bóc ra nó sẽ mới nha. Đấy và bắt đầu là các bác mở cái phần nắp dưới ra. Lắp cho em viên pin vào. Đấy lắp viên pin vào. Đây lắp viên pin ở cái phần nắp dưới này. Đấy và khi mà lắp vào thì nó sẽ có là tự động nó cập nhật luôn. Đấy tự động nó cập nhật nhá. Đấy hiện tại đang là 21.2 độ C này. Đấy độ ẩm là 99%. Hiện tại ngoài Bắc độ ẩm rất là cao cũng như là cái nhiệt độ nó đang ở mùa đông cũng rất là thấp. Đấy. Và có cả giờ này. Cái giờ này thì các bác muốn cài đặt rất là dễ thôi. Cái giờ này thì các bác khi mà các bác mua về nhận hàng ấy, nếu mà các bác muốn đúng giờ ấy thì các bác cứ đúng 12 giờ trưa, đúng 12 giờ trưa nhá. Các bác tháo pin ra, các bác tháo ra lúc khoảng tầm 11 rưỡi đi, các bác tháo ra sau đó là đúng 12 giờ trưa. Các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, các bác không cần phải chỉnh gì cả. Cứ đúng 12 giờ trưa nhá, các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, đây, cái nhiệt độ nó tự động nó cảm nhận hết các nhá. Nhiệt độ, độ ẩm là tự động nó cảm nhận hết. Con này nó có ngoài độ C thì nó còn có cả độ F này. Đấy các bác bấm lên cho em. Đấy, min max này. Min max này. Đấy, ok luôn. Rồi. Đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế điện tử. Đấy. Nhiệt kế điện tử nhá, cứ lên mã em sẽ được nhiệt kế điện tử. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 60.000 một chiếc thôi. Đấy, 60.000 chiếc. Có cả pin biết đi kèm cho bác về xài luôn. Con này các bác có thể để bàn ở đây, nó có phần lạnh chống này, các bác có thể để bàn hoặc các bác có thể treo lên tường, nó có cả lỗ đinh để treo lên tường luôn. 60k nhá, nhiệt kế điện tử 60k, báo nhiệt độ này, độ ẩm phần trăm này, phần trăm độ ẩm này, rồi là ngày giờ thứ ok luôn. Đấy thì các bác muốn về nó đúng giờ không cần phải cài đặt nhiều. Thì về các bác khoảng tầm 11 rưỡi các bác tháo pin ra và đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là tự động nó sẽ cập nhật đúng giờ luôn. Đó, rồi em sẽ qua những mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái bộ sạc iPhone. Lên mã em sẽ có bộ sạc iPhone nhé. Hôm nay em cũng xả kho bộ luôn. Đấy, bộ sạc iPhone này, sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhé. Bộ sạc iPhone này thì bữa trước đang bán là 80.000, hôm nay em xả là bác một cái mức giá cũng rất là dễ mua, chỉ còn có 50.000 bộ thôi. Đấy, 50k một cái bộ sạc của iPhone nha. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, hàng của Apple rất xịn sò chất lượng nhá. Một bộ thì sẽ bao gồm cho bác là một củ nhá, một cái củ sạc. Chân của nó sẽ là chân Type-C này. Đấy, chân PDF ấy. Đấy, chân Type-C. Và một cái cọng dây cáp đi kèm. Cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Nói lại các bác là chuyên dùng cho máy iPhone. Còn bác nào dùng Samsung thì không dùng đâu. Đấy, chỉ dùng cho máy iPhone thôi nhá. Chỉ dùng cho máy iPhone thôi, đây là. Chỉ dùng cho máy iPhone thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sạc iPhone 80.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 50.000 thôi. Đấy, một bộ là bao gồm là một củ và một cái dây cáp đi kèm. Về là các bác chỉ việc là cắm vào nguồn 220 là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Đấy, bác nào đang dùng iPhone thì mua ngay cho em cái bộ này về. Cái bộ sạc bóc máy của iPhone nhá, rất chất lượng luôn, hàng ok lắm. Đó. 50k nhá, 50k hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Chỉ có 50.000 cho một cái mã sản phẩm cái bộ sạc iPhone thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Lên mã em sẽ là cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này thì về dùng cho các bác xài gia đình là rất là hợp lý, dùng cho cả nhà mình luôn, đàn ông phụ nữ dùng hết, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì nhìn bộ này rất là thích, rất là mê này. Đấy, có các món ví dụ như là cắt móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết các thứ này, rồi là có rũa móng này, lấy dái tai này, nặn mụn này, zip giếc các thứ đầy đủ luôn, zip nhổ lông đó, đầy đủ cho bác luôn. Một cái bộ sản phẩm bộ bấm móng ví nâu nha, thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái bộ bấm móng ví nâu. Đấy, bộ bấm móng ví nâu này. Đó thì bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho cái bộ luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 80.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. 40k nhá, 40k cho cái bộ bấm móng ví nâu này, chỉ có 40.000 thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ bấm móng ví nâu. Đấy, 40k cho một cái bộ bấm móng ví nâu này. Giá nó quá là ưu đãi luôn. Các bác mua về xài cả gia đình nhà mình luôn. Bấm móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, nặn mụn này, rũa giếc các thứ này, zip giếc đầy đủ cho bác luôn. Đựng trong một chiếc ví rất là đẹp xinh, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Màu của nó là màu nâu chủ đạo nhá. Bộ bấm móng ví nâu xả luôn các bác, là chỉ còn có 40.000 một bộ thôi. Tiếp kem đánh răng Nhật và thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn đang còn hàng và hiện tại vẫn đang được giảm giá trong cái dịp cuối năm này nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì hiện tại đang có giá là 60.000 một típ thôi nhá, chỉ có 60.000 thôi. Giá rất là bình dân. Hàng của thương hiệu Santa, một típ kem răng của Nhật này thì sẽ có trọng lượng là 170g nhá. Đấy, dòng kem răng muối cực kỳ là tốt cho hệ lợi có nhá. Đấy, hệ lợi yếu này. Đấy, các bác mua cho em này, hoặc là răng bị ê buốt thì các bác mua cho em sản phẩm về dùng rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì em cũng đang dùng, nhà em cũng đang dùng thực tế khoảng tầm 2 năm nay, em thấy rất là ok luôn.
đánh cực kỳ sạch nhá, đánh rất là sạch luôn. Bình thường đấy các bác đánh như dạng này, cái răng kia nó rất là hay bị bó bó răng, cái này các bác đánh xong là cảm giác răng lại nhẹ mồm luôn. Đấy, dùng rất thích nhá. Một típ là 170g. Đấy, rất tốt cho lợi này, rồi níu này, bác nào hay bị ê buốt chảy máu chân răng này dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dùng cực kỳ tốt luôn. Kem răng của Nhật nhá, của thương hiệu Santa. Đó, một típ kem răng của Nhật nha. Sẽ có giá là 60 ngàn nhá, 60 ngàn. Lên mã em sẽ là, giúp cho em sẽ là phẩm là kem Nhật hoặc là kem răng của Nhật. Đang có giá là 60k một típ nhá, 60k cho một típ kem răng Nhật này. Đấy, các bác thử mua một vài típ về trải nghiệm dùng cực kỳ ok, em đảm bảo bác luôn, dùng nghiện luôn. Đấy. Nó có một cái vị muối the the mát nhá, dùng thích lắm. Đó, 60k một típ kem răng Nhật nha. Đấy, cái này em bán khá là nhiều, con những bác lấy cả chục típ luôn mua về làm quà tặng cũng rất ok nhá. Đấy, 60k một típ kem răng Nhật này. Ngoài ra thì đây, thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn còn hàng để vụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là thuốc nhỏ mắt này của thương hiệu Roto. Đây, thương hiệu Roto này. Đấy, logo Roto nhá. Thuốc nhỏ mắt chứa toàn những thành phần rất là tốt cho mắt, ví dụ là vitamin E này, B6 này, muối, natri này, rồi là kali. Toàn những thành phần giúp bổ mắt này, sáng mắt này, đặc biệt cho bác nào hay bị mờ mắt này, mắt kém này. Đấy, rồi là các bác người già dùng rất là tốt luôn nhá. Một cái lọ thuốc nhỏ mắt 12 ml nha. Bên em cũng đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân thôi. Chỉ có là đi 60.000 thôi nhá, bằng giá với kem đánh răng luôn, 60k nhá. Lên mã em sẽ là thuốc nhỏ mắt của Roto. Hàng mới và nguyên siêu này. Đấy, hàng mới và nguyên siêu cho bác này. 60k một típ này nhá, 60k một típ này. Nhiều bác hỏi là hàng này còn date không thì em báo luôn này, những cái hàng mà liên quan đến sức khỏe thì yên tâm là date bên em vẫn rất là quan trọng nhá. Con này date là đến tháng 5 2026 này, nên là các bác yên tâm nhá, dùng thoải mái đi. Đấy. Thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, rất là tốt cho mắt luôn. Đấy, rõ vào dù các bác trước khi đi ngủ các bác rõ vào sáng dậy các bác thấy khác hẳn luôn. Đấy, dùng khác bọt hẳn luôn. Đấy, hàng của Nhật, hàng của hãng Roto nên là dùng nó vẫn chất lượng nhá. 60k một lọ thuốc nhỏ mắt của Roto nhá. Và tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mang hàng đó là cái cây cái này là cái cây tỉa lông mũi này. Lên mã sẽ cái cây tỉa lông mũi nhá. Cây tỉa lông mũi này thì tại vì em đang gửi bác giá cũng rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ cái tỉa lông mũi. Đang gửi bác một cái tỉa lông mũi này với giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này, giá nó rất là hạt rẻ. Đó. Cái này thì về đây. Về thì các bác chỉ việc là mở nắp hộp này, sau đó các bác lấy cái này cho thẳng vào trong lỗ mũi của bác và các bác bấm cho em. Đấy, bấm cho em thì con này nó đây, nó dạng vòng xoay này. Đấy, vòng xoay ngược, vòng xoay xuôi này. Nó sẽ nghiến đứt hết những cái lông mũi của bác nhá. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái cây kéo các thứ rồi, các bác chọc vào lỗ mũi. Đấy, các bác cắt nó rất là nguy hiểm đúng không? Đấy, các bác mua ngay cho em một cái cây tỉa lông mũi này về. Các bác cho vào, các bác cứ bóp đều tay cho em, bóp đều tay. Cực kỳ an toàn, hiệu quả. Đấy, không gây đau rát, không gây chảy máu mũi nhá. Mà đôi khi ví dụ các bác gây xước sát chảy máu mũi nhá, nó rất là khó vệ sinh, rồi là khó chữa vết thương nhá. Đấy, đi bác mua cho này, vừa an toàn vừa hiệu quả mà rất ok, giá nó bình dân, nó chỉ có 30 ngàn thôi mà sử dụng rất ok luôn. Lên mã cho em sẽ là cái cây tỉa lông mũi nhá, giá đang gửi bác là 30 ngàn một cây này. Đấy, 30k cho một cái cây tỉa lông mũi nhá. Nói chung là dùng ok, một cái sản phẩm nó liên quan đến vấn đề sức khỏe an toàn thì bác nên sắm cho một cây nha. Tỉa lông mũi 30.000 một cây. Tiếp theo em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em là đợt này còn hàng không thì em báo luôn bác là vẫn còn hàng của bác nhá. Đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh khoang khoang miệng không miệng này. Đấy, đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì nó là inox 304 nên các bác dùng yên tâm đến sức khỏe nhá, không lo ảnh hưởng đâu. Đó, đây. Inox 304, nó là cái một cái cây để các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi. Đấy, cạo lưỡi, chà cạo lưỡi cho nó sạch sẽ đi nhá, ok luôn. Đó. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, chỉ có 20 ngàn thôi nhá, 20k là có kèm cho bác là cả một cái hộp đựng này nữa nhá, thì các bác có thể mang đi du lịch đi chơi hoặc mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ok luôn. Đấy, rất là xinh, ok nha. 20k nhá, 20k cho một cái cây cạo lưỡi nhá. Lên mã cho em cho cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi. Đấy, cạo lưỡi, cây cạo lưỡi này, cạo lưỡi vệ sinh lưỡi đang bán cho bác là 20k. Đấy, việc cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là quan trọng nhá. Đấy, thi thoảng các bác sử dụng sáng đến mình dùng cái cây này mình cạo lưỡi cho nó sạch sẽ. Đấy, cho vừa nó thơm mồm thơm miệng này, thứ hai là nó các bác để ăn uống các thứ là xong. Đấy, thức ăn nữa các thứ nó bám dính vào trong lưỡi rất là hay bị vi khuẩn bệnh nấm lưỡi thứ rồi. Đấy, các bác mua cái cây này về các bác vệ sinh lưỡi em rất sạch sẽ, ok luôn. Đấy, cạo này cứ thế các bác cạo nó hết những cái chất nhờn chất cặn ở trên lưỡi các bác đi là sạch sẽ ok luôn. Đấy, khoang mồm khoang miệng sạch sẽ hơn nhá. Cây cạo lưỡi nhá, cả hộp này luôn là 20.000 một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái cây vòi đồng tưới cây này. Đấy, vòi đồng tưới cây. Cây này thì tại vì em đang bán giá cũng rất là bình dân nên bác sẽ mua. Giá chỉ còn có 30.000 thôi, 30k nhá. Lên mã em sẽ là cái cây vòi đồng. Đấy, vòi đồng tưới cây.
8 ngàn đó bác là 40.000 luôn nha, 40k, 40.000 cho một cái cây vòi đồng tứ cây nha. Đấy. 40k một cái vòi này cũng nhá, vòi đồng tứ cây. Đấy, nó là một chiếc vòi nhá, một chiếc vòi. Đấy, một chiếc vòi bằng đồng này. Đấy. Đây, đấy, cầm rất chắc chắn luôn. Và bên em có gửi kèm thêm cho bác là một cái vòng đai siết nha. Đấy, đi về các bác kết nối cái này vào nguồn nước và các bác dùng cái đai siết này các bác siết cho nó ôm chặt vào. Đấy, có tặng kèm nữa một cái đai siết. Còn đây là cái thân vòi chính nhá, thân vòi chính nhá. Đấy, thân vòi chính. Con này nó có chỉnh được các chế độ nước không nhá? Chỉnh được các chế độ nước này. Các bác chỉnh tia xa, tia phun xa, tia phun gần này, rồi là các bác chỉnh các chế độ nước, ví dụ như là phun sương này, phun hạt to hạt nhỏ là các bác xoay cho em cái vòng này nhá. Đấy, cái vòng này là cái vòng chỉnh chế độ nước nhá, để sao mà các bác phù hợp với cái cây cối nhà mình nó phun. Đấy, phun tưới cây này, phun rửa sân các thứ này. Đấy, rửa sân thì sướng, tưới cây. Đấy, các bác lắp vào cái nguồn nước nhà mình. Về các bác có dây sẵn rồi, các bác mua cái vòi này về các bác lắp vào là xài thôi. Có tặng kèm thêm cho bác là một cái đai siết nha, để về các bác bắt kết nối với cái dây nhà mình và các bác dùng cái đai siết này các bác siết vào nó chặt chẽ này. Đấy. Ok luôn, 40 ngàn nhá. Đấy, 40 ngàn cho một chiếc vòi đồng tưới cây. À, cầm rất là nặng luôn. Đấy, đồng ngon lành luôn nhá. Vòi đồng tưới cây 40k một chiếc này. Sáng tiếp theo đi em lên luôn cho bác mà, đó là cái con máy vít chạy pin này. Cái con này về các bác sử dụng xoáy gia đình rất hợp lý này. Đấy, rồi anh em thợ thuyền xoáy con này ok luôn. Đấy, lên mã em cho cái cây máy vít nhá. Con máy vít chạy pin, cái con này là nó có tích hợp pin sạc tích điện nó ngoài sẵn rồi. Thì về các bác cứ thế việc dùng thôi, nếu mà lúc nào hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Thì con này đây, cái chân sạc của nó đây. Đi kèm thì bên trong hộp thì bên nhà xuất sẽ có đi kèm cho bác luôn là một cái dây cáp sạc nha. Đấy, đây các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của nó sẽ là cái nguồn cổng USB, cổng USB ấy, cổng cục sạc điện thoại ấy, hoặc là chân cổng nguồn USB 5V 2A là các bác cắm vào đây là các bác sạc được cho cái máy này rồi. Đấy. Và có đi kèm luôn thì bên nhà xuất có bên trong nữa là hai cái đầu vít nhá, hai cái đầu vít cho các bác luôn. Đây. Hãng làm cho bác rất cẩn thận luôn. Đấy, đầy đủ cả sạc xiếc rồi cả đầu vít thứ này, hai đầu vít nhá, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba kia. Thì về các bác xài đầu nào các bác cắm cái đầu này vào. Đấy, cắm đầu này vào. Đó, đầu các bác bấm này. Đấy, bấm là ngon này luôn. Tiến lên thì các bác vào, lùi xuống thì các bác xoay ra. Đấy, tiến lên và vào, lùi xuống là ra thế thôi. Rất ok. Đây nó có hai cái nút bấm này. Rất tiện dụng, ngon này chắc chắn. Cầm nó rất là vừa tay nhá, con này cầm rất là vừa tay, cầm nó không bị nhỏ quá hoặc là cầm nó không bị to quá. Đấy. Cầm khá là chắc tay đầm tay nhá. Đấy, các bác có thể cầm như này, các bác có thể cầm như này. Đấy, cầm như này được, cầm như này được, còn các bác cầm như này được này. Đấy, nói chung là các bác sử dụng cầm được nhiều thế nhá, cầm nhiều thế nói chung là tiện dụng nhá. Phải vít nhá, đây con này, con này cái lực xoắn mô man của nó, cái lực xoắn mô man nó, cái mô men ấy xoắn của nó rất là khỏe đấy. Các bác nhìn em biết này, em biết tay này. Đấy, em biết tay rất là chặt nhá, nhưng con này nó vẫn vượt lên luôn. Đấy, thì các bác biết là cái lực của nó, lực xoắn không nhỉ, rất khỏe luôn nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe cực kỳ luôn đó. Lên mã em sẽ đeo con sản phẩm là cái con máy vít nhá, máy vít chạy pin nhá, máy vít chạy pin. Con này em báo giá luôn, đang gửi bác là giá sẽ là 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác sử dụng gia đình này, xoáy những cái đồ đạc các thứ điện gia dụng nhà mình, anh em thợ thuyền dùng này cũng quá ok luôn nhá. Lên mã em sẽ đeo con máy vít này, máy vít pin nhá, máy vít pin dạng mini, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130k cho một chiếc máy vít pin này. Đấy, 130k rất tiện dụng. Đi kèm bên trong thì sẽ có là cho bác là hai đầu vít này, rồi là cả cái cọng dây cáp sạc luôn, còn thân máy chính nhá. Hàng rất ok, 130.000 full combo cả hộp này luôn là 130.000. Rồi em lên luôn cho bác mà, đó là cái tay nắm cửa silicone. Đấy, tay nắm cửa silicone này, lên mã em sẽ cái tay nắm cửa silicone nhé. Bên em đang gửi em một cái tay nắm cửa này với giá sẽ là 15k nhá, 15k cho một cái tay nắm cửa này, chỉ có 15.000 thôi, rất là ok. Đó, một chiếc tay nắm cửa dạng silicone thôi nhá, một tay nắm cửa dạng silicone. Đó, con này là dạng silicone. Về các bác ví dụ như nhà các bác mà cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác có thể là xài em con này ok luôn. Đấy, về các bác xỏ vào nhá, con này nó có là dạng silicone, nó co giãn. Đấy, tay nắm chữ L là các bác xỏ vào, con này nó chống va đập này, chống bị xước sát cửa, rồi là tay nắm các thứ này, bảo vệ khu vực tay nắm cửa, giá ok luôn nhá, chỉ có 15.000 một chiếc thôi nhá, 15k. Lên mã sẽ là cái tay nắm cửa 15k, nói chung là các bác dùng cái này rất ok luôn. Đấy, nói chung là bảo vệ cửa giá cũng như là gia đình nhà mình. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác đẩy những cái cửa nó hay đập vào trong tường này, hỏng, gây hỏng tường này, rồi là chẳng may nhà mình hay có trẻ con này kia chạy đi chạy lại nhiều, chẳng may có đập các thứ vào. Đấy, đập ngừa thứ rất là đau. Đấy, các bác mua trang con này về, đấy lắp nó vào nhá. Đấy, đẩy cái nó dính vào tường luôn. Ở đây nó có phần này, nó dính vào tường rất ok. Đó, thấy không? Rất tiện dụng nhá. Đó, thực tế về sản phẩm đây. Tay nắm cửa nhá các bác nhá, tay nắm cửa. Về các bác cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L là các bác lắp cái này vào được là ok luôn. 15.000 một cái nhá, 15k cho một cái tay nắm cửa nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái cây kìm tuốt dây này. Lên mã em sẽ cái cây kìm tuốt dây nhá, cây này về dùng rất là hay. Đấy, các bác mua về dùng để tuốt dây, cắt dây.
ngoài chức năng rút dây nó có thể cắt dây này. Đấy rồi là phần đầu kẹp ok luôn. Đấy có phần khóa hãm này. Đấy khóa hãm ngon lành luôn nhá. Con này thì các bác tuốt được các cỡ dây là từ cỡ nhỏ nhất là từ cỡ 0.6. Đấy và cỡ lớn nhất là cỡ 2.6 nhá. Đấy, tuốt các cỡ dây là từ 0.6 đến 2.6. Ngoài chức năng tuốt thì các bác có thể cắt này, đây nó có phần lưỡi cắt này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Con này nói chung là tuốt ngọt lắm. Đấy các bác cứ xem nó phù hợp với cái lỗ nào các bác cho đấy, các bác cầm các bác giật cái ra luôn, tuốt cực kỳ ngọt luôn. Tuốt rất sạch vỏ nhá. Có cả cái phần lò xo trợ lực này. Đấy lò xo trợ lực rất ok luôn. Lên mã em sẽ đưa cây kìm tuốt dây. Bên em đang gửi bác cho bác một cái mã cái cây kìm tuốt dây này, giá nó bình dân thôi. Chỉ có 40.000 nhá, về chuyên cho anh em làm điện làm đó này. Các bác sử dụng gia đình ok luôn. Kìm tuốt dây này, đấy kìm tuốt dây nhá. Giá đang gửi bác là 40k một cây nhá, 40k một cây kìm tuốt dây nha. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ vít V9 này. Lên mã cho cái bộ vít V9 á, bộ này thì rất là hay. Đấy nó là những cái bộ đầu về các bác vặn bu lông nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có là các cái cỡ là từ nhỏ nhất là đầu 5 nhá, đầu 5 cho đến đầu lớn nhất là đầu 13 ấy. Đấy, nó sẽ gồm có 9 đầu nhá, 9 đầu. Đây đầu nhỏ là đầu 5 này. 5 này. 6 7 8 9 10 11 12 và 13, tổng sẽ gồm có là 9 đầu nhá. Đấy, đầu lớn nhất là đầu 13 đây. Đấy, con này thì cái phần chân nó sẽ là chân lục giác. Cái đầu chân này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan cầm tay. Đấy, các bác có thể xoáy ok luôn, rất là tiện dụng nhá. Các bác xoáy bu lông, xoáy ốc vít thứ như mình. Đấy. Anh em thợ thuyền sửa chữa này, đấy, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy những dòng ốc cơ bản phổ thông là rất ok luôn. Đấy từ 5 này, ở đằng này sẽ có 5, 6, 7, 8, 9 này. Ở đây sẽ có là 13, 12, 11, 10, 11, 12, 13 này. Đấy con này thì ngoài bắn bù lông thứ các bác có thể làm đầu bắn tôn luôn. Đấy có thể làm đầu bắn tôn luôn nhá. Đấy làm đầu bắn tôn luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ vít, là bộ vít mã là bộ vít V9 nhá. Đấy bộ vít V9. Cái này thì em báo giá luôn. Đấy bộ vít V9 này. Bộ vít V9. Bộ vít V9 này, V9 này đang có giá là 40.000 thôi, 40.000 cho một cái bộ đầu khẩu 9 chi tiết nha. Đấy thì các bác lên mã là bộ vít V9 nhá. Đang gửi bác là giá sẽ là 40.000 một đồng. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái con này nó xoáy rất là đa năng, xoáy ốc vít, xoáy bu lông. Rồi làm đầu bắn tôn ok luôn. Đây các bác cùng coi này. Đấy, đây. Con sản phẩm nhá. Đấy đây. Về các bác lắp trực tiếp vào trong cái máy khoan pin, máy khoan cầm tay của bác đặt sử dụng ngon lành luôn nhá. Vì cái chân của nó chân lục giác mà. Đấy các bác nhìn này, xoáy ốc này. Ngon lành luôn này. Đấy, xoáy ốc là ngon lành luôn này. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Đấy, ngoài xoáy ốc thì các bác có thể bắt vít rồi là bắt ốc này. Đấy, ngon lành luôn. Xoáy ra rất ngon lành, xoáy ra sẽ vào là ok. Đấy, rất ok. Về lắp vào trực tiếp vào máy khoan pin. Máy khoan cầm tay anh em nhá. Bộ đầu vít 9 chi tiết nhá. Lên mã em xem cái bộ vít V9 nhá. Bộ vít V9. Đấy, bộ vít V9 đầu từ đầu 5 cho đến đầu 13 nhá. Từ đầu 5 đến đầu 13 đây. Đấy, rất ok. Giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, giá 40k một bộ này thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây gãy lưng này, cây gãy lưng nhá, cây gãy lưng. Đấy, cây này bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả kho. Đấy, vừa bán vừa tặng cho bác luôn. Giá sẽ là 10.000 một cây thôi nhá. 10.000. Lên mã em sẽ là cây gãy lưng, 10k một cây gãy lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân luôn đây. Cái cây gãy lưng này bình thường nó ngắn này nhá, thì nếu mà các bác muốn dài các bác kéo ra. Đó. Ok không? Đấy các bác kéo ra. Đấy thi thoảng mình gãi lưng, đấy lưng các thứ những cái chỗ nào mình không với tay để mình gãi thì mình dùng cái này các bác gãi cho em. Đấy đây phần đầu đó, đầu sừng này. Ok luôn nhá. 10k một cây này các bác nhá, chỉ có 10.000 thôi. Đấy vừa bán vừa tặng vừa biếu bác chiên với bác này. Đấy dịp cuối năm nhá. Đấy có phần móc đeo này ok luôn nhá. Chắc chắn cái phần ống này ống bằng inox đấy. Đấy nói chung là đẹp mà dùng nó tiện. Đấy mua về mỗi nhà một cây, mình thi thoảng mình rất là cần dùng những cái này. Đấy lúc nào mà lưng mà xa quá các bác không gãi được các bác dùng cái cây cho. Nó gọi là cây gãi lưng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cây gãi lưng, sản phẩm cây gãi lưng 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây, giảm giá chiên sập sàn bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, một bộ này sẽ gồm có là 5 mũi. Em báo giá xả kho luôn này. Bộ mũi khoan đa năng này thì bữa trước đang bán giá là 150.000. Hôm nay em về đó bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ còn có 100.000 một bộ nhá. 100k một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, nó gồm có là 5 mũi nha, đây em sẽ mở ra bác coi. Một bộ này. Đấy. Đó bác coi bộ. Hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật đây nó sẽ gồm có là 5 mũi này. À 2 mũi dùng phổ thông dùng nhiều nhất này. Đấy các bác hay dùng nhất, sử dụng nhiều nhất này thì đó là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. 2 mũi 6 mm này. Đấy, tiếp theo thì là một mũi kích cỡ là 8 mm này. Đấy 8 mm mũi 8 này. Một mũi nữa thì sẽ có kích cỡ là 10 mm này. Đấy 10 mm. Một mũi nữa to nhất thì sẽ có kích cỡ là 12 mm nhá. Tổng sẽ gồm có là 5 mũi,
hai mũi 6, một mũi 8, một mũi 10 và một mũi 12. Và cái con này thiết kế nó rất là hay, nó thiết kế dạng là đầu tên lửa này. Đấy, cái đầu tên lửa này khi mà các bác khoan ấy nó vào rất là ngọt, đặc biệt là các bác khoan những cái dạng trơn trượt như là tường gạch men. Đấy, tường đá hoa, tường gạch men ấy, tường gạch gốm ấy là các bác khoan ấy, bình thường đến cái mũi bình thường là các bác hay rất hay bị trượt, thì khi mà bị trượt nó cực kỳ là dễ gây vỡ gạch. Đấy, nên là rất là xấu, thì các bác mua cho em cái con này về. Cái phần đầu nó này thiết kế dạng tên lửa này, các bác cứ khoan các bác nhấp cho em vào từ từ, nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, hàng bao dùng bao xài bác luôn nhá. Về mà các bác không khoan được em cho các bác trả lại luôn. Đấy, cái này em cũng đã dùng trải nghiệm rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác khoan sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền khoan cực kỳ ok, đặc biệt là trong cái điều kiện các bác khoan là nó bị trơn trượt nhiều. Đấy, thì các bác mua ngay cho em bộ này về. Cái phần đầu nó là đầu tên lửa nên khoan nó vào rất là ngọt luôn nhá, vào cực kỳ ngọt luôn. Đó. 100 ngàn nhá, em nay em xả kho. Đấy, sập sàn bác luôn, 100 ngàn cho một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, có những cái chỗ khác đang bán 150-200 đấy, bên em đang xả kho, gọi là bán lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, 100 ngàn nhá, 100 ngàn. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi thôi nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, cũng là cái bộ đồ nghề dụng cụ. Đó thì em về thêm cho bác, đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị hàng của thương hiệu GT của USA này. Đấy, USA. Bộ này thì bán cũng rất là nhiều luôn. Đấy, bán rất là nhiều nhá. Đây, một bộ bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, bộ hoa thị nhá. Một bộ hoa thị sẽ gồm có là 2 4 5, tổng là 9 cây nhá. 9 cây các cỡ là từ 1.5 cho đến 10 nhá. 1.5 đến 10 hàng của Tool USA của thương hiệu GT này. Đấy, bộ này là bộ hoa thị này. Còn bộ này là bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác đây. Bộ lục giác đây. Đó, bộ lục giác này. Đấy, đầu là đầu lục giác nhá. Đầu lục giác. Đấy, đầu lục giác có đầu bi nhá, có đầu bi. Đấy, thì nó cũng có tổng là 9 cây, từ cỡ là từ 1.5 cho đến 10. Thì đây là bộ hoa thị này. À quên, bộ lục giác đầu bi này. Còn đây là bộ hoa thị bộ bông này. Nhiều bác trong Nam hay gọi là bộ bông ấy, lục giác bông nhá. Đấy, thì bên em hôm nay cũng xả kho bộ luôn. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị nhá. Lục giác hoặc là bộ hoa thị, hôm nay em sẽ xả kho luôn cái bộ này. Bữa trước đang bán giá là 80 ngàn, hôm nay em xả kho cho bác luôn. Giá chỉ còn có 50 ngàn một bộ thôi. 50k cho một cái bộ một cái bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị này. Đấy, thì các bác cứ lấy bộ nào thì các bác cứ liên hệ nhà em nhé. Lấy bộ lục giác thì báo là lấy bộ lục giác thì bên em sẽ nhặt cho bác bộ lục giác. Lấy bộ hoa thị thì bên em sẽ nhặt cho bác bộ hoa thị nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ ok, hàng của Mỹ mà, nên các bác yên tâm về chất lượng đây. Đấy, không gì phải bàn đâu. Đây, phần hoa thị này quá nét nẹt luôn. Đây, phần lục giác này. Đấy, về các bác xoáy sử dụng anh em thợ thuyền xoáy thoải mái luôn. Rồi các bác sử dụng gia đình đôi khi rất là cần những cái bộ nhà. Đấy, rồi là đặc biệt là những cái đầu bộ đầu hoa thị này, nhiều khi những con ốc rất là khó. Đấy, vì nó bằng đầu hoa thị mà rất là khó kiếm. Đấy, thì các bác mua trang bộ này về hầu gần như là xoáy được hết các loại ốc luôn. Đó, bộ lục giác và bộ hoa thị nhá, bên em đang bán đồng giá xả kho luôn, chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. Đấy, chỉ còn có 50.000 bộ thôi, thì các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này. Đấy, 50k đồng giá nhá, bộ hoa thị cũng 50.000 và bộ lục giác cũng 50.000. Các bác lấy bộ nào thì các bác báo nha, để nhà em nhặt cho bác bộ đấy thôi nhá. À, nhiều bác hỏi bên em còn kìm chết không thì em báo luôn là bên em vẫn còn kìm chết nhá. Đấy, thì hiện tại bên em đang phân phối dòng kìm chết của thương hiệu Filter. Filter thì một trong những hãng về chuyên về những cái đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa. Đấy, thì đây một con kìm chết của Filter rất là chất lượng luôn. Hàng đó là dòng chất thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp dây dẫn này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 5 vít này. 5 vít này. Đấy, 5 vít 1 2 3 4 5. Bình thường là các bác mua thị trường nó chỉ có 3 cho đến 4 vít thôi. Nhưng mà hàng nó làm rất là kỹ, hàng làm 5 vít luôn. Đấy, phần tay cầm có bọc ốp nhựa cao su chống trơn trượt. Đấy, khóa lẫy cái thứ vào ngon này. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Cái hàng này thép rất là dày này, lò xo lò xiếc này, hàng thép cực kỳ dày luôn. Đấy. Gia công rồi là xử lý kỹ thuật các thứ là làm cực kỳ đẹp, chi tiết tỉ mỉ. Đó. Hàng mới keng nguyên vỉ đây các nhá, hàng mới keng vỉ này. Đấy, thì bên em đang gửi bác một cái con kìm chết Filter này với giá sẽ là 80 ngàn nhá. Lên mã em sẽ cây kìm chết này. Đấy, cây kìm chết đang gửi bác là 80 ngàn cho một cây kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Nhiều bác hay gọi là kìm bấm. Đấy, thì miền Bắc hay gọi là kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Đang bán cho bác là 80.000 một cây này nhá, 80k một cây. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi cọ sắt này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Đấy, cây này thì bên em đang gửi bác là giá sẽ là 30 ngàn một cây này nhá, 30k. Đấy, con này thì nó là cái những cái đầu của nó là bằng cái đầu sợi sợi kim loại. Đấy. Đây, đấy khi mà bung nó xòe này. Đấy, các bác về dùng để cọ đồ đạc đồ vật này, những cái phần xoong nồi các thứ này mình này. Đấy, dùng cọ được rất là nhiều việc luôn. Đấy. Đây. Đấy, nó rất là dài nhá, nó khoảng tầm 20cm. Đấy, các bác cầm các bác cọ rất là hay luôn nhá. Lên mã em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây chổi cọ sắt này với giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, đây nó có những cái đầu sợi sắt thép nó nhỏ li ti này. Đấy, đây này, các bác nhìn này, đấy nó nhỏ li ti này. Ok luôn.
30k nhá, 30k cho một cái cây chổi cọ sắt thép này, chỉ có 30 ngàn thôi, dùng rất ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái này bên em bán khá là nhiều, các bác dùng rất hay. Đây các bác nhìn này, đó đây, cọ son, cọ nồi này, cọ bát đĩa, cọ cốc, cọ chén này, cọ đa năng đấy, sử dụng nhà bếp rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn nhá. Đấy, dùng xong mình có thể rửa sạch treo lên. 30k một cây nhá, 30k một cây nha. Đấy, đây cái phần đầu lông của nó nhá, đầu lông của nó là đầu lông bằng kim loại nhá, đầu lông bằng kim loại nhá, nó rất là mềm, mềm mềm, đấy, mềm mềm và nó có lực đàn hồi. Đấy, các bác dùng để cọ kè các thứ ra, đấy cho nó trà nó sạch đi, ok luôn. 30k một cây chổi cọ sắt nhá, 30.000 cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mài hàng, đó là cái cây liếc mài kim cương này. Lên mã em sẽ cái cây liếc mài kim cương nhá. Cây này thì về các bác chuyên dùng để mài dao mài kéo cực kỳ là ngon lành luôn. Con này nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, hàng của Nhật. Hàng của Nhật, hàng nội địa Nhật này. Đây. Đấy, Diamond này, Diamond Sapper này, Diamond Sapper. Con này nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, made in Japan. Đấy, khi mà các bác mài các bác liếc này. Con này thì nó rất nhiều chức năng. Đây. Bình thường là các bác hay dùng để mài dao này. Đấy, ngoài chức năng là mài dao thì các bác có thể dùng để rũa. Đấy, rũa dao, rũa kéo, ok luôn. Cái phần mặt trên này thì nó vát vát, các bác dùng để mài. Còn cái mặt dưới nó phẳng, các bác dùng để rũa. Đấy, các bác rũa này, rũa lưỡi dao, lưỡi liếc các thứ nó bị mẻ, ok luôn. Đấy, nó là cái liếc mài kim cương nhá. Bên ngoài nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá. Các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Con này về các bác gại dao cực kỳ nhanh sắc luôn. Đấy, hàng made in Japan. Con này thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương. Bên em đang bán với bác một cái liếc, chiếc liếc mài kim cương này với giá sẽ là đi 100.000 nhá, liếc mài kim cương này. Liếc mài kim cương nhá. 100k nhá, 100k cho một cây liếc mài kim cương nhá, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái rổ chắt nước này, cái này rất hay. Đấy, nó sử dụng các bác dùng để vo gạo này, rồi là các bác hay rửa những cái loại hạt. Bình thường hay là các bác hay gạn đấy, gạn nó hay bị trôi theo cùng dòng nước, nhưng mà đây này, con này rất là hay là ở đây nó có một cái lớp lỗ này. Đấy, khi mà các bác gạn đấy là cái phần hạt nó vẫn đứng như này và cái phần nước nó sẽ róc hết ra. Đấy, vừa có thể làm một chiếc ca múc nước này, vừa có thành một chiếc giá, nói chung là để sử dụng đa năng luôn. Giá thì đang gửi bác là 20.000. con này chất liệu nhựa dẻo ABS cao cấp nhá. Đấy, nhựa dẻo ABS cao cấp, bo viền rất chắc chắn luôn, cầm rất là tiện, có phần quai cầm nhá. Đấy, con này đường kính thì nó rơi vào khoảng tầm là đi, nó cũng khá to, khoảng tầm lít 2 lít đấy các nhá. Đấy, đây đường kính của nó rơi vào tầm 16 cm này, khá là to tát nhá. Đó, đây rất hay luôn. Đấy, mỗi lần mình vo gạo, vo hạt cái thứ này các bác dùng để các bác gạn nha, rất là tiện luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái rổ chắt nước nhá. Đấy, rổ chắt nước hoặc là cái rổ vo gạo đều được. Đấy, bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái này. Đấy, hoặc là cái này các bác có thể dùng làm cái ca đựng chứa được, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này, mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và mất vệ sinh. Đừng lo, em rổ chất nước này có thể giúp bạn. Chất liệu nhựa TNT cao cấp an toàn, thiết kế có tay cầm, bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chất nước, sử dụng để vo gạo, rửa các loại hạt không lo bị lọt. Đặc biệt thiết kế 2-trong-1 vừa làm chậu rửa vừa làm rổ siêu tiện, tiết kiệm diện tích cho những bạn có căn bếp nhỏ. Mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này, mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và đấy các bác đổ gạo hay bị ấy này, nhưng mà cái này các bác cho vo đây nhá. Vo đây là các bác đổ ra nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước. Đấy, các bác nhìn vo gạo này, đấy, chắt nước gạo này rất là ngon lành, rồi là những cái dạng hạt nhỏ này các bác dùng này. Đấy, 2-trong-1 nhá, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 thôi, các bác về dùng sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Đấy, 20k nhá. Đó, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo, vo hạt đều được. 20k một chiếc thôi nhá. 20k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo đem lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con máy sấy đũa thìa. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái con máy sấy đũa thìa này đây. Đấy, em về được cái con máy sấy đũa thìa cực kỳ ok luôn. Cái này về thì rất là dễ dùng thôi. Đấy, đi kèm thì nó sẽ có một cái miếng dán này, các bác về không phải khoan đục gì. Còn nếu mà các bác không muốn dán thì mình có thể là đóng hai cái đinh, sau đó các bác treo lên nha. Nó có cả cái lỗ sỏ đinh như này, còn không thì nó có cái miếng dán này đi kèm rồi. Về thì các bác bóc cái miếng dán này ra, sau đó các bác dán trực tiếp lên tường. Cái này rất là dễ dùng thôi, cắm trực tiếp vào nguồn điện. Con này nó sử dụng cái nguồn 5V nhá. Cái nguồn này là cái nguồn cổng USB này. Cái cổng nguồn 5V này. Đấy, ví dụ như là nhà có cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác cắm vào đấy là các bác xài thôi. Đấy, cắm vào. Và khi mà cắm vào thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Cắm vào nó sẽ lên đèn báo, đây cắm cho bác xem coi. Đấy, cắm vào nó sẽ lên đèn báo như này. Đấy, các bác bật nó sẽ lên. Và bắt đầu là đũa thìa các bác rửa xong thì các bác cho vào đây. Đấy, các bác cho đây nhá, cho vào đây. Đấy, thì ở trên này nó sẽ có một cái quạt gió, nó sẽ thổi nhá, thổi liên tục luôn.
Đấy, và nó có cả cái chế độ là khử khuẩn đây này. Các bác ấn sang cái nút màu đỏ này thì nó sẽ có kết hợp là vừa cả quạt vừa cả tia cực tím nó khử khuẩn này. Đấy, đây có nhìn thấy cái đèn cực tím chưa, nó khử khuẩn nhá. Đấy, và có cả quạt nó thổi xuống nó làm khô đũa rất là nhanh luôn. Đấy, mỗi lần đũa thì các bác ăn xong nó hay bị ẩm ướt đấy, thì các bác cho ngay luôn cái này, nó rất là khô. Đấy, khô sạch thơm đũa, nó không bị ẩm mốc, nó không bị hôi không nhá. Đấy, rất ok. Đấy, khi mà cho xong nó các bác đậy kín nó vào và các bác cứ thế là các bác xài thôi, cứ cho máy nó chạy lúc nào mà nó. Con này nó dùng cái nguồn 5V nên là cái điện nó hết rất là ít, quá điện nó hết rất là ít, nó không đáng bao nhiêu cả các nhá, không đáng bao nhiêu cả. Đấy thì lúc nào ăn thì các bác lấy ra thôi, lấy ra là các bác tắt đi. Đấy, các bác bấm tắt đi và bắt đầu là các bác lấy ra các bác xài. Mình dùng rửa xong thì mình lại cho vào đây, mình lại sấy cứ thế thôi. Đấy, cứ sấy ngày qua ngày. Đấy, con này nó có hai chức năng là chức năng sấy đũa khô và chức năng là khử khuẩn diệt khuẩn nhá, có tiêu UV diệt khuẩn rất là hay luôn. Đấy, giá thì em báo luôn, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái máy sấy đũa thìa nhá. Đấy, máy sấy đũa thìa. Máy sấy đũa thìa này thì đang có giá là đi 90.000 đồng nhá. Máy sấy đũa thìa này, máy sấy đũa thìa đang có giá là 90k một chiếc nhá. 90k cho một chiếc máy sấy đũa thìa nhá. Đấy, 90k. Con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V nhá các bác nhá. Nguồn 5V tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại này này là các bác cắm, các bác sử dụng cái nguồn đấy là xong, là các bác cắm vào là các bác xài. Đây cái chân của nó, chân nguồn vào là chân USB nhá. Còn nếu mà các bác không có thì mình có thể mua thêm. Đấy thì bên em hiện tại đang bán thêm cho bác cái cục sạc 2A. Nguồn ra là 5V 2A như này. Đấy, cục sạc của Samsung này thì bên em đang gửi bác là một cái cục sạc 2A như này sẽ có giá là đi 30.000 một cục nhá. 30k một cục, 30k. Đấy, 30k lên mã em sẽ là cái cục sạc 2A này. Cục sạc 2A đang gửi bác là 30k một cục này nhá. 30.000 một cục sạc 2A như này. Đây cái cổng ra của nó sẽ là cổng USB và cổng vào là cổng 220. Đấy, nguồn ra của nó sẽ là nguồn 5V 2A này. Đấy, 5V 2A hàng của Samsung nhá. Đấy thì các bác có nhu cầu mua thêm cái cục này thì bên em có bán thêm cho bác là 30.000 một cục. Còn nếu mà các bác lấy nguyên máy sấy đũa không, máy sấy đũa thìa không thì là 90.000 nhá, 90.000. Đấy thì sẽ có kèm thêm bác là những cái phụ kiện miếng dán tường thứ đầy đủ bên trong. Đó, và nhớ cho em là con này nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Nên là các bác dùng yên tâm là không lo nó bị tốn điện ở nhà nó có nhá. Đấy, vì cái nguồn 5V này nó dùng hết rất ít điện. Nó như kiểu là các bác sạc điện thoại đâu nhá. Đấy, nó không hết đáng bao nhiêu đâu. Còn đây là cái cục sạc chính nè. Muỗng đũa nếu chỉ rửa bằng nước rửa chén không thôi rất dễ bị ẩm mốc, lâu ngày sẽ sinh ra vi khuẩn. Đây là cái hộp đựng muỗng đũa kim luôn chức năng khử khuẩn, nó có hai chế độ là sấy khô và chiếu đèn cực tím diệt khuẩn. Gia đình sử dụng cái hộp này về lâu về dài sẽ rất an toàn cho sức khỏe. Mọi người ai có nhu cầu thì bấm vào giỏ hàng ngay phía mũi tên nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, các bác dùng để sấy đũa sấy thìa rất là tiện luôn. 90.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là cái con sản phẩm làm máy sấy đũa thìa. 90k nhá, 90k. Đấy, và con này nó sử dụng cái nguồn là nguồn 5V. Thì nếu mà các bác mua thêm cái cục nguồn 5V 2A nữa thì bên em đang bán thêm cho các bác một cái cục nguồn 5V 2A của Samsung này nữa thì là 30.000 một cục này. Đấy, cục này nó sẽ cấp nguồn được cho cái máy này. Còn nếu mà nhà các bác có rồi thì mình có thể là dùng luôn cái cục đi, không cần mua thêm nữa nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái khăn lau tay treo tường này. Bên em đang bán một cái khăn lau tay treo tường này với giá là 10.000 nhá. Đấy thì cái này nó có sẵn một cái dây đeo này thì về các bác móc lên. Đấy, để các bác treo ở trong nhà bếp nhá. Đấy, dùng để lau tay, mỗi khi mình có nấu ăn nấu nước là tay mình hay ướt át thì mình lau tay lau nước cho nó sạch sẽ. Lau tay lau bát ok luôn. Cái này nó là dạng bông nỉ nhá, cực kỳ thấm hút nước. Đấy, thấm hút nước rất tốt luôn, lau rất là sạch tay. Đấy, và cái này thì khi mà dùng nó hơi bẩn một chút thì các bác có thể là giặt rũ phơi khô đi, mình lại dùng lại được nhiều lần nhá. Đấy, nói chung là tái sử dụng nhiều lần. Đấy, đỡ phải tốn những cái giấy kia đi. Đấy, nhiều khi các bác dùng những cái giấy kia các bác lau nó rất là lãng phí thì các bác mua cho con này về, vừa tiết kiệm kinh tế mà sạch sẽ này. Đấy, dễ dàng lau. Khăn lau tay treo tường nhá, đang bán cho bác là 10k một chiếc này nhá. 10k cho một chiếc khăn lau tay treo tường này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, mua về sử dụng mình treo lên cái tường nhà bếp nhà mình lau nhá. Đây, khi mà treo lên nhìn nó rất là đẹp này. Đấy, các bác treo lên dùng để lau tay đấy, móc lên lau tay lau bát này. Đấy, mỗi lần mà mình có làm bếp làm giáp tay chân nó dầu mỡ này rồi là nó ướt át này thì các bác dùng để lau nhá. Đấy, dạng bông nỉ. Các bác dùng lau nó rất là sạch luôn. Đấy, và nó thấm hút nó rất là tốt nhá. Chỉ có 10.000 thôi. Đấy, mua cái này nó coi như em bên em đang bán thêm bác thôi chứ thực ra cái này hàng không lợi đâu. Đấy, bán thêm bác nhá. Đấy. 10.000 cho một chiếc khăn lau tay treo tường nhá, 10k một chiếc nhá. Đấy, lau rất là sạch luôn. Nói chung là nhà bếp nên có một vài cái trong bếp mình treo lên, đôi khi rất là tiện luôn. Đấy, ví dụ như mình đang làm tay ướt hết là mình muốn nghe điện thoại tí rồi. Đấy thì mình quay ra có cái này mình lau tay qua cái đấy mình vẫn nghe điện thoại. Đôi khi mình tay ướt hết là mình rất là khó chịu hoặc là lau vào quần áo giờ nó ướt hết. Đấy thì mình mua cái này về. Đấy, sạch sẽ tiện lợi mà ok. Tiếp theo thì nhiều bác hỏi cái mã đó là cái bút lông dầu của Thiên Long này.
Đấy thì nhờ bác hỏi quá thì đây hôm nay em nhập về để bán với bác này. Bên em sẽ bán theo cả hộp hoặc là bán theo combo 3 chiếc nhá, không bán lẻ 1 triệu nhá. Đấy, bán theo cả hộp. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều mua cả hộp thì bên em đang bán là một hộp 10 chiếc bút lông dầu này với giá là 50k nhá, là một hộp 10 chiếc là 50k. Còn nếu các bác lấy lẻ thì bên em sẽ bán lẻ cho bác là 3 cây một thôi nhá. Bán lẻ bác thì là 3 cây một. Thì 3 cây một như này. Đang gửi bác là 20k cho 3 cây bút lông dầu của Thiên Long nha. Đấy 3 cây này là 20k này. Đấy 3 cây là 20k. Còn các bác lấy mua lẻ một chiếc, đấy mua lẻ một mua cả hộp thì là 10 chiếc là 50k. Đấy bình thường là các bác ra cửa hàng cửa hiệu người ta đang bán phải 13 cho đến 15 nghìn một chiếc này. Đấy bên em bán giá gọi là bán thêm cho bác thôi chứ thực ra cái này không có lợi nhuận đâu. Đấy thì nhiều bác hỏi thì em cũng nhập về để bán cho bác luôn. Bút lông dầu nhá, 50k cho một hộp 10 chiếc nhá. Còn nếu mà các bác lấy 3 chiếc thì sẽ có giá là 20 nghìn. Còn bảo là mua một chiếc thì nó luôn bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Bán là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. Đấy. 3 chiếc là 20k, 6 chiếc là 40k. Đấy còn các bác lấy 10 chiếc thì là 50k nhá. Đấy tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ 3 chiếc hoặc các bác có thể lấy cả hộp nhá. Đấy, lấy cả hộp thì giá của nó sẽ tốt hơn. Lấy cả hộp là tính ra là các bác mua vào là có 5.000 một chiếc thôi. Đấy 5.000 một chiếc bút này thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn. Có hai màu nhá, là màu xanh và màu đỏ thì các bác lấy màu nào thì em sẽ chọn cho bác màu đấy nhá. Lấy màu nào thì nhặt màu đấy. Đấy còn bán lẻ 3 cây là 20.000, một hộp 10 chiếc là 50k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bột thông cống này. Nhiều bác hỏi quá nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ trước đơn luôn à. Đấy. Bột thông cống nhá, em báo giá luôn. Đang bán bác là vẫn giá cũ nhá. 20k một này thôi, 20k nhá. Lên mã em sẽ là bột thông cống nhá. 20k một cái hũ bột thông cống nha. Nó là dạng bột nhá. Cái này thì về rất là dễ dùng này. Cái này thì theo khuyến cáo của hướng dẫn nhà sản xuất thì các bác về phủ một lớp nước vào cống nhá trước khi các bác dùng. Đấy ướt cống đi. Sau đó các bác đổ trực tiếp cái bột này vào trong cống và nếu mà các bác muốn tăng phản ứng nó lên thì các bác đun cho em một ấm nước sôi. Các bác đổ kèm vào để cho nó tăng cái phản ứng phân hủy của cái bột thông cống lên. Đấy nó sẽ làm sạch cống này, cống tắc bùn cầu rồi là cống rửa bát rửa mặt này rồi là cống nhà tắm nhà vệ sinh nó bị tắc, đấy nó chảy nước chậm thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác đổ vào. Đấy mua cho em vài ba lọ về các bác dùng một lần. Đấy. 20.000 một lọ thôi nhá. Chỉ có 20.000 một lọ thôi, giá nó quá là bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua phải 40-50.000 một lọ ấy. Bên em gọi là bán giá tốt cho bác luôn rồi. Ở đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Các bác cùng xem này. Nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong mà không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này. Mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được. Kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy các bạn tham khảo nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok. Cái này em nhà em cũng đã xài rồi, dùng ok lắm. Đấy, bột thông cống nhá, 20k cho một cái hũ bột thông cống nhá. Đấy, 20.000 thôi, dùng ok đó. Sản phẩm cây kéo gà Đức để cho các bác sử dụng nhà bếp này, các bác cắt thực phẩm này, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả cho em, cây này quá ok luôn. Hàng của thương hiệu Willing thôi nhá, Willing, hàng made in Germany, cực kỳ ok, sắc bén lắm, cắt cực kỳ ngon. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình các bác có thể sử dụng để đánh vẩy cá này, cái phần răng cưa để các bác đánh vẩy cá nhá. Cái này thì giá hạt rẻ bình dân thôi. Lên mã em sẽ sản phẩm là cái cây kéo gà Đức nhá, đang bán bác là 90k một cây này, 90.000 cho một cây kéo gà Đức nhá, 90k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok, sử dụng nhà bếp này, cắt thực phẩm này, đấy, rau củ quả thịt cá thứ ok, 90k một cây. Đó. Ngoài ra thì bên em vẫn đang còn cái sản phẩm đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy chai xịt giặt giày khô nhá. Chai này là 300ml, chuyên dùng cho các bác hay đi giày nhưng mà lại ngại giặt. Đấy, ngại giặt nước vì thứ nhất là giặt nước là rất là nhanh hỏng mà thứ hai là nó lâu khô. Đấy thì các bác mua cho em cái chai này về. Cái chai này nó là giặt giày nhưng mà là giặt giày theo dạng là giặt giày khô, tức là các bác giặt xong là các bác có thể xài hoặc các bác có thể đi được luôn. Đấy nó rất là tiện nhau nhá. Và nó không bị hỏng giày, không bị phải đợi là nó khô hoặc là các bác nhiều khi là những cái đôi giày đắt tiền dùng nước nó rất là nhanh hỏng, nhanh bong. Đấy rất là tiếc thì các bác mua cho em cái chai này về. Đấy, một chai này là 300ml. Lên mã em sẽ là cái chai giặt giày khô nhá. Đấy chai giặt giày khô, nó là dạng giặt khô nhá, giặt khô. Giặt giày khô này.
Bên em đang bán, bữa trước đang bán là 100.000 một chai. Hôm nay em cũng xả kho bán anh bác luôn, chỉ cần có 70k thôi. 70k cho một cái chai giặt giày khô này. Đấy, 70k một chai nhá. Một chai là 300ml. Chai này nó là dạng bọt nhá, dạng bọt. Đấy thì cái này rất là dễ dùng. Đấy ví dụ như là đây là một đôi giày nhá, thì các bác cứ về các bác dùng cái chai này lắc đều. Sau đó các bác xịt trực tiếp cái bọt này lên cho em. Đấy, xịt trực tiếp bọt lên. Và các bác ngâm cho em khoảng tầm vài phút đồng hồ để cho nó ngấm, cái chất của nó vào. Đấy, nó tẩy sạch những vết ố đi. Sau đó các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm. Đấy, các bác đánh qua một lượt nhá. Và các bác dùng cho em một miếng khăn nhá, một cái miếng khăn các bác lau lau sạch hết những cái bọt đi, thì nó sẽ cho các bác một cái đôi giày nó cực kỳ là sáng bóng đẹp trắng. Đấy, sạch sẽ, không bị đất đai rồi là những cái vết ố bẩn. Đấy, vết ố vàng thứ trên giày của bác nhá. Nói chung là cực kỳ sạch luôn. Đấy, dạng bọt này các bác nhìn này. Đấy, cứ để lâu một lúc bắt đầu là nó sẽ ngấm và nó sẽ tự động nó tan dần. Và các bác dùng cái bàn chải các bác chà một lượt. Đấy, chà qua một lượt. Và các bác dùng cái khăn các bác lau sạch đi. Và khi mà các bác lau sạch đi là các bác có thể là đi được luôn. Đấy, các bác để lúc là bắt đầu là nó sẽ khô khao đi, cái là các bác có thể sử dụng đi được luôn, không mình không cần phải phơi khô nhà các bác. Rất hay luôn. Đó. 70k nhá, 70k. Nay em xả kho cái sản phẩm ấy luôn. Chai giặt giày khô nhá, 70k một chai này. Một chai này là 300ml. Đây. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Bình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn TikToker review. Chuyện là mình thích đi giày trắng, nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình bút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước hai là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những vết bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, test thực tế luôn. Đấy, về các bác cứ làm đúng như hướng dẫn em hướng dẫn nhá. Xịt một lượt lên này, sau đó các bác để nó ngấm một chút và các bác dùng cái bàn chải các bác cọ một lượt đi. Và các bác dùng cái khăn. Đấy, khăn khô nhá, các bác lau sạch hết cái bọt đi. Đấy là nó sẽ cho các bác một cái đôi giày cực kỳ là sạch, sáng, trắng luôn. Đấy, và các bác không cần phải đợi chờ là đợi nó khô hay như nào cả nhá, không cần phải đợi nó khô nào cả, mình có thể là sử dụng được luôn đúng không nhá. Đấy, chai xịt giặt giày khô. Giá bên em đang xả kho thanh lý cho bác luôn. Giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k một chai các bác nhá. 70k một chai. Chai xịt giặt giày khô 70k một chai. Một chai này là 300ml nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây chổi cọ đen nhá. Đấy, cây chổi cọ đen. Cây này thì rất là hay luôn, về các bác dùng để vệ sinh. Đấy, bắt đầu là Tết nhất đến nơi rồi. Các bác về dùng để vệ sinh những cái ngóc ngách này, rồi là bàn ghế, rồi là những cái đồ vật trang trí thứ nhà mình. Đấy, cọ rửa nó sạch sẽ đi, rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm. Đấy, những cái bồn rửa mặt, rồi là bồn rửa bát, bồn rửa chén rồi các bác mua về cọ. Đấy, nó chuyên để các bác luồn lách vào những cái phần ngóc ngách nhá. Nó rất là nhỏ nên là những cái phần ngóc ngách giờ nó rất là dễ dàng luồn vào nhé các bác nhé, rất là hay. Và đây những cái phần đầu chải này nó rất là nhiều lông, và cái lông của nó rất là hay, nó mềm, vừa mềm nhưng lại không bị mềm quá, nhưng mà lại rất là đủ cái độ ma sát, độ cọ để cho nó cạo sạch những cái phần vết bẩn, những cái khe kẽ các bác cọ luồn lách vào này. Đấy, các bác cọ nó sạch sẽ đi, rất hay luôn. Những cái khe kẽ nó còn này luồn rất ok luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái chổi đen nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách. Cái chổi này thì tại em đang bán với giá là 15k thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen chuyên cho bác cọ ngóc ngách nhá. Giá đang bán cho bác là 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây. Về các bác dùng để cọ ngóc ngách rất là thích luôn. Đây. Đấy, phần sống nó bằng kim loại này. Đấy, các bác dùng để cọ những cái phần ngóc ngách, luồn lách và những cái ngóc ngách, dùng thích cực kỳ. Cá nó là bằng tay cầm bằng nhựa nhá, khá là êm. Đó, ok luôn. Lông bàn chải này, đấy, lông bàn chải nó rất là dày nhá. Đấy, rất là dày nên các bác nó cọ rất là sạch luôn. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen, chọn cọ ngóc ngách nhá. Đang bán là 15k một cây này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ như phần ngóc ngách này, nó cọ rất là sạch luôn. Đó, thấy không? Đấy, đây không? Đây. Đấy. Các bác nhìn này nhá, bình thường những cái chổi to nhá, các bác không thể luồn vào đâu, nhưng cái con này những cái ngóc ngách nhỏ là nó có thể là nó luồn vào được hết luôn. Nên là dùng thích cực kỳ. Đấy, thấy không? Những cái phần ngóc ngách này các bác nhìn này. Đấy, nó cọ vào rất là sạch luôn nhá. Đấy, thấy không? Quá sạch sẽ ngon này luôn. Đấy, dùng xong nó các bác lại rửa sạch sẽ treo lên cái là ok. Đây các bác cùng xem lại video này.
Đấy, chỗ cọ đen cọ ngóc ngách thôi nhá, chỗ cọ đen cọ ngóc ngách, giá đang bán một cây này là 15k một cây nhá, 15.000 một cây này các bác nhá. Bộ lấy dái tai nhá, bộ lấy dái tai đấy em cũng báo giá luôn, bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 20.000 một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá. Hôm nay xả luôn bác là có 20k này. 20k cho một cái bộ lấy dây tai này. Đấy 20k. À, cái bộ lấy dây tai rất hay là nó đựng trong một cái chiếc hộp bằng bằng nhôm này, một chiếc hộp bằng nhôm bóng nha. Đấy, một chiếc hộp bằng nhôm. Đấy và bên trong thì nó sẽ gồm có là rất nhiều những cái phụ kiện để chuyên cho các bác lấy dây tai nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết này. Từ to đến nhỏ này. Đấy, to đến nhỏ luôn. Đấy, để các bác có thể xài lấy cho trẻ em người lớn này. Và đặc biệt là cái này này là nó bằng inox nhá, nó không bị gì ạ, nó bằng inox nó không bị gì. Bình thường là các bác hay mua những cái dạng ở ngoài nó bằng sắt thép là nó rất là nhanh gì, nhưng còn này bằng inox nhá, nó không bị gì. Đây này. Đấy và ở đây nó có những cái phần đầu lò xo này, cái này lấy rất là thích này. Đấy các bác này lấy rất là thích luôn. Rồi lại những cái đầu to đầu nhỏ này. Chuyên để các bác lấy dây tai nhá, chuyên để các bác lấy dây tai và nó đựng trong một chiếc hũ rất là xinh như này. Thì các bác có thể là đeo vào làm móc chìa khóa này, móc đồ móc chìa khóa, hoặc là ví dụ như là đi chơi đi du lịch đi công tác thì mình vẫn có thể mang đi được này, nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đấy nó bằng một cái ngón tay rất là nhỏ gọn nhá. Đấy. Rồi là view bác nào mà muốn dùng riêng không muốn dùng chung với ai thì mình có thể mua cái bộ này về mình dùng riêng ra. Đấy một mình một bộ. Đấy. À 20k một bộ này có nhá. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá. Đang ở bác là 20k. 20.000 các bác nhá. 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai này, 20.000 một bộ nhá. Giá nó rất là bình dân thôi. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy chai xịt hôi chân thối chân. Bác nào hiện tại đang bị hôi chân này, thối chân này, đấy, đi giày mà nó có mùi hôi, đi tất cả thứ nó có mùi hôi thì các bác mua ngay cho em cái chai này về. Con này nó sử dụng cái công nghệ là nano bạc nhá, kháng khuẩn cực kỳ tốt và khử mùi rất là hay luôn. Đấy và nó có cái mùi hương chanh đào rất là thơm nhá. Đấy và mát lạnh như bạc hà luôn. Cái này các bác cứ xịt trực tiếp vào bên trong giày hoặc là các bác xịt trực tiếp vào bàn chân hoặc xịt trực tiếp vào tất, nói chung là những cái chỗ nào mà liên quan đến cái đôi chân của các bác thì các bác cứ xịt trực tiếp vào nhá. Khử mùi rất nhanh này, rồi là các bác đi nó cực kỳ là khô thoáng chân luôn. Đấy. Cái này thì em đang cũng đang bán xả kho luôn. À, lên mã em sẽ được cái chai xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân này bữa trước đang bán là 40.000, hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái chai xịt hôi chân nha. Một chai này là 260ml này. Đấy dùng thoải mái luôn. Nó là dạng khí nhá, dạng khí, nhiều bác hỏi em nó là cái gì, nó là dạng khí đây này. Đấy nó là dạng khí nhá, cái lực xịt nó ra rất là mạnh. Thì con này xịt thì yêu cầu các bác là các bác phải ngửa lên nhá, sau đó các bác bút vào trong cái lỗ giày của bác nhá và các bác xịt. Đấy là nó dễ ra nhất này, các bác nhìn này. Đấy hướng dẫn sử dụng này. Đấy các bác ngửa nó lên, ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống, ấn thì cái lượng khí nó sẽ xịt trực tiếp bên trong, luồn lách vào tất bên trong cái đôi giày của bác nhá. Đấy thì nó sẽ khử sạch mùi hôi cũng như là giúp chân chân của các bác là đỡ bị hôi, đỡ bị thối hơn. Đấy, chuyên các bác khô chân thối chân. Con này rất ok. Cái này em bán nhiều mà chính bản thân em cũng đang xài luôn, dùng thích lắm. Đấy. Đi cực kỳ là khô thoáng chân nhá, dùng thích lắm. À 30k nhá, 30k lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân nhá. Đã gửi bác là 30k cho một chai xịt hôi chân nha. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là một cái con vòi nối nhá. Vòi nối lắp chuyên cho các bác, lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nào đâu, như về các bác mua cho em cái con này về. Đấy bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi, nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn, rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay. Đấy mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy xả luôn cho bác cái mã này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát. À, bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 cho một chiếc vòi nối nha. Đấy chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó. Đây. Tổng quan con vòi đây. Đấy nó có thể là lắt léo này, lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicone. Ví dụ như những cái ống nước các thứ là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn vì cái phần đầu silicone nó co giãn mà. Đấy nó co giãn. Đấy nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nha, một chế độ ra cái tia giữa này, đấy và một cái chế độ nó ra những cái tia sen ở ngoài. Và con này nó có thể lắt léo đi, đấy lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò ngon này luôn. Đấy mà giá nó bình dân, vòi xịn nhưng mà giá là hạt rẻ nhá. Đấy 30k nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn bồn chậu rửa bát nhá. Đấy lắp vào bồn chậu rửa bát, đang gửi bác giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm như em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn. Đây các nhá, đây nhà em đang xài con đấy đây. Đấy. Thì về các bác có những cái vòi nước bình thường này, nó không có chế độ gì đâu, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy thì các bác
lừa lừa cái đầu silicon này các bác, cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi. Đấy, khi mà xả nước này, em xả nước này, đó thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này, và nó có hai chế độ nhá, và một chế độ nữa là chế độ ra các tia nhỏ nha. Còn công thì các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia nha. Đấy, con này thì nó có thể lắp đéo này từ bên này này sang bên này. Đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy, các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát này luôn. Đấy, xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy, các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy, lắt léo thoải mái luôn nhá, vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này. Đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ đó, rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này. Đấy, cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy, nước ra tràn trề luôn nhá. Đó, 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình các bác xài nhá, rất ok đấy. Đó, recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá, lên mã em sẽ được cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá, 30.000 một cái chiếc vòi nối nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp nhá, lên mã em sẽ được cái cây kẹp gấp. Cây này thì rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ được cái cây kẹp gấp inox nhá, kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp đồ rán này, đồ chiên, rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng, cá rán nhá. Đấy thì ok luôn. Bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn đó bác. Giá chỉ còn có 20.000 thôi. 20.000. Bán nhanh luôn, 20k cho nhé các bác nhá. Cho cây kẹp gấp này chỉ có 20.000 thôi. Các bác mua về sử dụng rất hay. Đây. Đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này à, hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá. Đấy. Đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là đấy, lật nó lên quá ok luôn nhá. Đấy, các bác xúc xà bàn nó xuống đấy, lật nó lên nhá. Đấy, lật nó lên đây, xúc nó xuống này lật nó lên đấy, lật nó lên quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em. Nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này. Đấy, các bác kẹp vào các bác lật nó lên nhá, quá là hay luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây kẹp gấp nhá. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt. Đó, đây. Đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá. Nó sẽ gồm có một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên. Kẹp nó vào, lật nó lên. Kẹp nó vào, lật lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh, bán nhanh, xả kho luôn này, 20k. Đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. Xã hàng đó là cái cây bút thử điện này, bút thử điện nhá. Hôm nay em sẽ về cho bác cái mức giá mới luôn. Bút thử điện này bên em có tặng kèm pin cho bác luôn nhá, có tặng kèm pin luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, bữa trước đang bán một cây bút này với giá là 40.000. Hôm nay em về giá mới, xả kho, bán nhanh, bác dễ mua luôn này. 20.000 một cây nhá, 20.000 một cây bút thử điện này. Với một cái mức giá này thì các bác quá dễ mua luôn. Một con bút thử điện đa năng. Đấy, và có tặng kèm thêm pin nhá. Con này thì các bác có thể kiểm tra thông mạch này. Đấy, rồi là kiểm tra pha nóng, pha nguội này, kiểm tra từ trường này, đầy đủ ngon lành luôn. Đây. Đèn thì cực kỳ sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn nó rất là sáng nhá. Các bác thử đèn xanh này và nó có lên cả đèn đỏ nhá. Nếu mà thử trực tiếp đèn đỏ thì điện 220 nó sẽ lên đèn đỏ, còn đây em đang thử thông mạch này thì nó sẽ lên đèn xanh. Đèn rất là sáng luôn, bút rất chắc chắn. Đấy, tháo pin thay pin thì các bác tháo đi em cái lấy này ra này, trong cái tô vít là xoáy này ra, sau đó các bác thay pin. Đấy, pin thì có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa, để ví dụ về hết pin thì các bác lại thay, có thế thôi. 20.000 một chiếc cũng nhá, 20.000 cho một chiếc bút điện đa năng thông minh. Bút này rất là ok đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và hôm nay về nó mức giá mới nhá, 20k một chiếc nhá. Lên mã em sẽ cái bút thử điện đa năng nhá, bút thử điện đa năng. Giá đang gửi bác giá thanh lý là 20k nhá, giá xả kho 20.000 một cây bút này các bác nhá, 20k một cây bút này. Đây các bác cùng xem cái công năng sử dụng hoạt động của cây bút này, các bác cùng coi này. Đây. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Các bác nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chập vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chập vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này không sáng này. Và chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhá. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá.
Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm bút điện nhá, một chiếc bút điện đa năng rất là nhiều công dụng tác dụng đấy, phục vụ các bác sử dụng sửa chữa điện đóm gia đình nhà mình rồi là anh em thợ thuyền quá ok luôn. Hôm nay em xả nhanh bán lỗ bác luôn là 20k một cây nhá, 20.000 một cái cây bút thử điện đa năng nha. Rồi em qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên xả luôn bác mã hàng đó là cái bộ tô vít đen này, đấy, bộ tô vít đen cứ lên mã em sẽ là cái bộ tô vít đen nhá, đấy bộ tô vít đen. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là một cái thân vít này, một thân vít và đi kèm là 6 cây vít. Và 6 cây vít này thì mỗi cây là sẽ có 2 đầu. Thì tổng thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được tổng là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đấy, 12 đầu vít khác nhau. Đó, đây, 12 cái đầu vít khác nhau này. Đấy, từ sao, hoa, thị, cộng, trừ đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Và có đi kèm đó là một cái thân vít như này. Đấy, thì các bác lấy đầu nào, dùng cây nào là các bác cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây. Và con này nó có chỉnh như cả cữ này. Đấy, các bác muốn cho nó ngắn vào thì các bác cho nó ngắn vào, các bác muốn cho nó dài ra thì kéo nó dài ra. Đấy, cho nó khớp vào. Ở đây nó có những cái rãnh khớp này. Đấy, và con này nó có thể là xoáy nhanh không nhá, xoáy nhanh luôn. Đấy, có thể xoáy nhanh và các bác có thể đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rồi các bác khóa đứng chết. Đấy, khóa đứng chết. Đứng khựng này hoặc các bác có thể đảo chiều được các bác xoáy nhanh. Đấy, đảo chiều bác xoáy nhanh. Các bác nghe cái tiếng xoáy nhanh là các biết con này là nhèo nhá. Đấy, nghe cái tiếng xoáy nhanh thì nó cứ tạch 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 này. Đấy, cái thân vít đầu vít nó rất là dễ cầm, dễ xoáy các bác nhá. Đấy, thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu được là một cái thân vít nhá. Và đi kèm cho em là 6 cái cây vít này và một cây là 2 đầu thì tổng là các bác sẽ xài được là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đây này. Ở đây nó sẽ có đầu hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu tam giác này. Đấy, bên này này, đấy bên này có những cái đầu rất là dị luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này quá ok luôn. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn cái bộ này nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Tô vít đen này thì bữa trước bên em đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn cho bác giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k cho một cái bộ tô vít đen nhá. 50k một tụ tô vít. Đây. Bộ này của nó là 13 trong 1 như này. Đấy, tổng nó sẽ gồm có là 12 đầu vít và một cái thân vít thì nó hay gọi là bộ 13 trong 1. Đấy, hay còn gọi là bộ tô vít đen nhá. Tô vít đen 50.000, bộ này xả kho luôn nhé các bác nhá. 50.000 bộ này các bác nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho các bác đó là cái bộ cạp cắt ống này. Đấy, cạp cắt ống. Cái này thì cái cạp này chuyên để các bác cắt ống kim loại nhá. Đấy, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây cạp cắt ống đồng, ống kim loại. Đấy. Cạp cắt ống này, cạp cắt ống. Ống đồng này, ống kim loại này, ống típ, ống kim loại nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán cái này là 100.000. Hôm nay em cũng xả luôn đấy bác, giá sẽ là đi hôm nay em xả luôn đấy bác, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k nhá, chỉ có 70k thôi. Đấy, bán nhanh, bán hết thì nó vãn đi các bác nhá. Cuối năm rồi. Cạp cắt ống 70k nhá, 70k. Bữa trước đang bán là 100.000 đâu nhá. Đây. Cái này thì thực tế sản phẩm này thì chuyên về các bác, ví dụ như các bác cắt những con ống típ kim loại này, rồi là ống đồng này, đấy, ống đồng, ống sắt, ống thép này. Đấy, thì con này nó cắt được cỡ ống là từ ống 3 nhá, từ ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống 32. Đấy, ống nhỏ nhất là ống 3 và ống lớn nhất tối đa nó cắt được là ống 32 nhá. Thì con này rất là dễ cắt thôi. Đấy thì về các bác cắt ống thì các bác nới ra nhá. Nới ra cho nó vừa với ống của mình. Đấy, sau đó là khi mà cắt ấy, thì các bác cho ví dụ đây. Em có một ví dụ đây là cái ống này. Đấy, các bác cho vào. Các bác cạp đây nhá, cạp đây. Đấy, sau đó là các bác để nó khớp vào cái rãnh này. Đấy, để nó khớp vào cái rãnh này, sau đó là các bác siết nó vào một chút. Đấy, sau đó cứ thế là các bác quay. Cứ này các bác quay thôi. Đấy, mình quay đâu là các bác siết đấy nhá. Thì cái phần lưỡi dao này, cái phần lưỡi dao nó sẽ quay theo. Đấy, nó quay theo này. Đấy, các bác nhìn thấy cái phần lốt chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn thấy phần lốt chưa? Đấy, khi mà quay đâu là nó sẽ lốt đấy và các bác cứ thế các bác siết siết nó vào. Bắt đầu cứ thế mình cứ dần dần mình siết vào. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cái đường cắt nhá. Đấy thì nó sẽ cắt dần là nó sẽ cắt hết. Cắt ngon này như cái ống kim loại, ống sắt. Đấy, cắt là từ ống 3 nhá. Ống nhỏ nhất là ống 3 cho ống lớn nhất là ống 32. Đấy, chuyên để các bác cắt những cái cặp cái ống đồng nhá. Ống đồng này, ống kim loại, ống sắt, ống típ này. Đấy, lên mã em cho cái cặp cắt ống. Hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 70.000 một cây thôi. Đấy, 70k. Đấy, các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống. Vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bàn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là đấy, một thực tế về sản phẩm nhá. Khi mà các bác cái cắt cái đường ống nó cắt rất là mịn và phẳng lắm nhá. Ống đồng hay là ống PC.
Đó, thấy không? Cắt rất là ngọt Mọi luôn, người cắt xem rất là này. ngon. Cái này em bán nhiều mà. Đấy, kèm cắt ống nhá, kèm cắt ống đồng, cắt ống kim loại nhá, 70k một chiếc này. Sản kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị rỉ. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt xương gà, xương kiếp các thứ rồi các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em cái con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì. Cứ cầm con này mà nghiến rồi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy. Hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130.000 một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, rồi cắt xương, cắt rau củ quả, sử dụng nhà bếp cho em cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng ghẹ, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng ghẹ là các bác cứ phải dùng để đập các thứ này, các bác cho đây, các bác kẹp cho trực tiếp vào đây, các bác kẹp chưa? Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó rồi các bác cho đây, các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá, 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi, xịn mà chất lượng dùng ok lắm. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây, các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này. 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy. 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm thì đây. Mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá. Quá chất lượng luôn, túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30. 50 x 30 nhân với lại 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy, còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc đó nhá. Chỉ có 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Phần tay xách này. Tay xách con này thì thực ra các bác xách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này. Đây nó có cái dây bên trong này. Đây. Đợi chú đem lấy cái dây. Đây nha, đây túi của nó đây. Đấy, khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy, xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây thì đây.
bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là dây bên trong, thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong thì về các bác có thể đeo chéo này, hoặc là các bác xách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn đó. Con này nó cũng rất là hay là nó có một ngăn chính các bác nhá, ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ, 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn, ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy, bên trong cực kỳ là rộng luôn. Bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn, rất là to. Bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất là hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn ấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy, để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây. Cái quai thì các bác có thể xách nhá. Đấy, túi rất là đẹp luôn. Chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da này. Đấy, các bác nhìn này, chất da này rất đẹp luôn nhá. Sáng bong luôn. Đấy. Hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem mác ngon lành luôn. Đó, lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch, giá chỉ có 130.000 thôi. Kích thước là 50x30x30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì mai tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy. Hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp, rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp, thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy, các bác thấy không? Các bác có thể là xách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn, quần áo, giày dép, rồi là đồ đạc phụ kiện của mình, thoải mái luôn. Đấy, rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy, mình mang đi rất là đẹp luôn, nhìn nó sang trọng lịch sự. Đấy, quá đẹp luôn nhá, thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy rất đẹp luôn đó, thực tế review sản phẩm nhá. Đó, thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi ỏi dẹp thôi, chứ thực ra mà các bác để đồ vào nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy, căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi là đi chơi, đi du lịch này, rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn luôn nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó dỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm này đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng, nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây này các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt nhà mày này, các bạn nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này, kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy, lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái gì đây. Đây em xịt này. Đấy đây không? Nhìn nó mới keo luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới keo luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đó, thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất là hay nhá. Đó thì các bác lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. Thì đây về tiếp cho bác cái mã đó là cái kìm xanh nhá, lên mã em sẽ là kìm xanh. Đấy là cái cây kìm cắt chân linh kiện này. Đấy, vẫn bình ổn giá bác luôn là 30.000 một cây nhá.
30k cho một cây kìm xanh cắt chân linh kiện này. Cái cây kìm này chuyên để về các bác cắt những cái chân linh kiện, những cái dạng chân nhỏ nhỏ, ví dụ như là chân chân dây điện, rồi là những cái chân linh kiện, chân hàn linh kiện nhỏ, thì các bác dùng cái cây kìm này các bác lách vào các bác cắt này. Đấy, cắt rất là ngọt, con này cắt ok lắm. Đây này. Để em cắt thử cho bác coi, cắt cực kỳ ngọt luôn. Đấy, cắt rất là ngọt như đây. Em bấm cho bác này. Đấy, bấm rất là ngọt nha, con này bấm ngọt lắm. Đó. Dùng ok lắm, các bác chuyên để các bác cắt những cái chân linh kiện nhá. Đấy, cắt những cái chân linh kiện, cắt rất là ngọt luôn. Đó đây, bấm rất là ok luôn nhá. 30.000 nhá, 30.000 lên mã em sẽ là cái kìm cắt chân linh kiện nhá, kìm cắt chân linh kiện. Đang gửi bác là 30.000 cho một cây kìm cắt chân linh kiện nha. Gửi đến các bác luôn đó là cái mã cái cây hút thiếc này. Đấy, bác nào cũng chuyên hàn thiếc thì chắc là biết cái cây này rồi, đó là cái cây hút thiếc nhá. Cây hút thiếc đây. Cây hút thiếc cây này dùng chuyên để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch. Đấy, thì các bác mua cho em cái cây này về, nó chuyên hút những cái thiếc thừa thứ rồi ở những cái mối hàn đấy, hút cho nó sạch mối hàn. Đấy, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, con này rất là dễ dùng, lúc nào bắt đầu các bác muốn hút thì các bác ấn xuống này. Đấy, như kiểu cứ bơm ấn xuống nhá, nó sập vào lẫy. Và lúc nào mà các bác muốn hút thì các bác bấm vào đây này, bấm vào đây, đó là nó sẽ bật lên, là nó sẽ cái lực hút nó sẽ hút lên kiểu cứ bơm ấy nhá. Đấy, nó gọi là cái cây hút thiếc. Đấy, lực hút rất là mạnh luôn. Hàng này hàng hãng nhá, hàng bãi hàng hãng, hàng là của thương hiệu Kuntex này, mới keng nguyên đai nguyên kiện luôn nhá, mới keng nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, rất ok. Lên mã thì em sẽ là cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Cây hút thiếc này. Hút thiếc này thì đang gửi bác giá thì cũng bình dân thôi, chỉ có 40.000 một cây nhá. 40k cho một cây hút thiếc này. Đấy, 40.000 một cây. Đấy, lực hút rất là mạnh luôn, các bác nghe tiếng thấy như kiểu súng hơi luôn nhá. Đó, nó hút rất là mạnh. Đó, 40k. Một cái cây hút thiếc, cái cây chuyên để vệ sinh chân mối hàn thiếc thiếc các thứ rồi, thiếc thừa rồi. Đó. Rồi ngoài ra thì có luôn cho bác đó là cái này là cái nhíp này, cái nhíp kẹp. Em về ít cái mã nhíp kẹp này. Nó cái nhíp kẹp này rất là hay. Đấy, về bác nào dùng để gắp những cái đồ nhỏ nhỏ li ti nhá. Cái này kể cả những cái sợi tóc, cái này nó gắp được luôn. Đó. Em bán một cái nhíp kẹp này là 15.000 một cái nhá. 15.000 một cái. Nó có bên ngoài nó có sơn sơn tĩnh điện này. Đấy, sơn tĩnh điện, còn đây là phần đầu này. Đấy, phần đầu của nó ấy nhá. Nó rất là nhỏ này, ví dụ như những cái phần nhỏ nhỏ như là móng tay này, rồi là những cái phần chân linh kiện là nó vẫn có thể lắp được. Đây này. Đây để em lấy cái mảnh mảnh này. Đây các bác nhìn kỹ này. Đây này, những cái mảnh nhỏ là nó có thể gắp ok luôn này. Đấy, ví dụ các bác làm nghề rồi, những cái đồ linh kiện nhỏ rồi là các bác vẫn có thể gắp được con này luôn. Nó gọi là cái cây nhíp kẹp nhá. Đấy, nhíp kẹp đó, con này chiều dài thì nó rơi khoảng tầm là gần 20 cm, nó rơi khoảng tầm 18-19 cm nhá. Đấy, và cái đầu nó rất là nhỏ, những cái chi tiết nhỏ ví dụ như đây, ví dụ như cái da thừa của em này, đấy nó gấp ok luôn này. Đấy, thế là có yên tâm là những cái chi tiết nhỏ ví dụ như cái đồ chân linh kiện phụ kiện nó nhỏ nhỏ xíu như ốc vít cái thứ là các bác vẫn có thể gấp ok luôn này. Đấy, gấp ok luôn nhá. Cái phần đầu nó này nó rất là dễ gấp nhá. Đấy, thiết kế rất là dễ gấp luôn. Đấy, bên ngoài thì có sơn tĩnh điện. Cái này là cái nhíp kẹp nhá. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái nhíp kẹp. Thì đang bán cho bác một cái cây nhíp kẹp nha. Giá là 15.000 một cây nhá. 15.000 một cây. Đấy, 15k một cái cây nhíp kẹp này. Về để các bác kẹp linh kiện, rồi là các bác kẹp những cái đồ nhỏ nhỏ lặt vặt. Hoặc các bác thậm chí là có thể kẹp được cả sợi tóc luôn. Nó nhỏ như sợi tóc, con này vẫn có thể kẹp luôn này. Nhíp kẹp đang bán là 15k một chiếc nhá. Rồi, ngoài ra thì bên em có bán đợt này nó về... nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này, nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này, cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá, 10.000 một viên nhá. Đây này, chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy, thì bữa trước là nó không có hàng đâu, thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này, nó hay có cái điều khiển như này, và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay. Thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 nhá, một viên là 10.000. Đấy. Pin pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc khá là hiếm hàng đấy. Đấy, thì về cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì bác nào tranh thủ mà
những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua không nhá, có thể mua thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mạng em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy, pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 nhỉ. Với giá là 10.000 nhá, 10.000. Cho một cái viên pin remote 12 23 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo nhá. Nhiều hôm nay nhiều những cái mã hàng mới lắm, giá tốt mà dùng ok. Gen con nhiệt đây. Gen con nhiệt thì giá nó bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi nhá. 5 cái sợi gen con nhiệt thì nó sẽ có kích cỡ là 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly và to nhất là 5 ly. Đấy, và bên em sẽ bán nó combo là 5 ống gen con nhiệt. Thực ra thì nó là 5 sợi nhá, 5 sợi. 5 sợi 5 sợi ống gen con nhiệt. Đấy, 5 sợi. 5 sợi này với giá là 10.000 nhá, 10.000 thôi. Đấy thì sẽ bán nó combo 5 sợi một nha. Đấy thì nó sẽ có là các cỡ từ nhỏ nhất này là 1 ly này. 1 ly này rồi là 2 ly này. 2 ly. 3 ly này. Đây 3 ly nó to một chút này. Rồi là 4 ly. Đấy 4 ly và to nhất là 5 ly nhá, to nhất là 5 ly. Đấy thì bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi một thì đây. Đây em sẽ rút cho bác 5 sợi một này. 2 sợi này. 3 sợi này. 4 sợi này. 5 sợi này, đấy, bên em sẽ bán cho là các bác là 5 sợi này là 10.000 này. 5 sợi này thì về view các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, 5 sợi là nó vào là đi hơn 3 mét các bác nhá, hơn 3 mét đấy. Nếu mà 5 sợi tính vào là hơn 3 mét vì nó một cái sợi này rơi vào khoảng tầm 60 phân. Đấy, dài chiều dài là rơi khoảng tầm 60 phân. Thì 5 sợi nha. Thì sẽ có giá là 10.000. Đi về để dùng để các bác dùng để ví dụ như là những cái dây điện nhà mình ấy nó hở, những cái chỗ mà các bác không dùng quấn băng keo được thì các bác cho em cái ống gen con nhiệt này vào, xong là các bác dùng lửa các bác hơ nhá. Đấy, dùng những cái đầu khò các bác hơ, khi mà con nhiệt nó tác động vào cái ống gen này thì tự động là cái ống gen nó sẽ co vào nhá, nó sẽ co vào đấy, nó sẽ co vào nhá, nên là dùng rất hay. Các bác dùng để bảo vệ những cái mối nối dây điện là nó không bị hở các thứ ra. Đấy, ok luôn. Combo 5 sợi ống gen con nhiệt nhá. Đấy, combo 5 sợi ống gen con nhiệt từ to đến nhỏ thì sẽ là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, bán gọi là bán giao lưu cho bác thôi, chứ thực ra cái này hàng này bên em là không có lãi đâu. Đấy. Combo 5 ống gen con nhiệt, 5 sợi ống gen con nhiệt là 1 2 3 4 5 mm là 10.000 nhá, 10.000 cho một cái combo 5 sợi này. Chỉ có 10.000 thôi này. Đấy, về các bác dùng. Dùng nói chung là dùng gia đình anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Đấy, 5 sợi 5 kích cỡ khác nhau. Đấy, về như sợi to thì cho vào dây to, sợi nhỏ cho vào dây nhỏ, và khi mà có nhiệt nó tác động vào thì cái gen này nó sẽ co vào, như kiểu là các bác cuốn băng keo, nhưng mà đôi khi cái này dùng nó tiện hơn băng keo nhiều. Băng keo là các bác cứ phải cuốn kiểu là như con này, là các bác chỉ việc là xỏ vào, sau đó các bác dùng nhiệt, các bác hơ là tự động là nó sẽ co vào thôi, dùng hay lắm. Đấy, gen co nhiệt nhá. Combo 5 ống gen co nhiệt là 10.000 nhá, 10.000. Đấy đây. Combo 5 sợi là 10.000 nhá. Và cái mã nhựa thông nhá, mã nhựa thông thì đây hôm nay bên shop về thêm cho bác cái mã nhựa thông này. Nhựa thông này thì hiện tại em đang bán cho các bác một cái hộp nhựa thông nhỏ nhỏ nha. Giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10k nhá, 10k cho một cái hộp nhựa thông nhá, 10k một hộp nhựa thông nha. Nhựa thông xịn luôn đấy. Đấy, 10.000 một hộp nhựa thông nha, về các bác dùng thoải mái, hàn thoải mái luôn. Đấy, bác nào mà hàn gia đình với dùng ít là thì thoải mái, chắc vài ba năm hết một hộp này luôn. Đấy, một hộp nhỏ nhỏ như này là 10.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là nhựa thông nhá. Đấy, nhựa thông thì đang bán là 10k cho một cái hộp nhựa thông này. Còn tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái dòng táo này. Táo khô Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Uy tín chưa? Táo khô Hàn Quốc. Đấy, các bác cũng có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng ngoài Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể sử dụng trong nhiều món nhá. Trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này, cũng ok. Đấy, hàng này thì đết còn dài nhá, đết còn dài luôn. Đây để em tìm cho bác cái đết này. Đâu? Đết của nó có đoạn nào? À đây. Đết thì sẽ là 2027 nhá. 25 tháng 12 2027 luôn. Rất là xa nhá. Đết còn đến tận mấy năm nữa cơ. Nên là các bác yên tâm. Kim Hung Búc này, đó. Cái này táo khô Hàn Quốc nhá. Táo khô Hàn Quốc, hàng size to, hàng size quả to nhá, hàng size quả to. Đó. Túi 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo
táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được. Đấy, táo khô Hàn Quốc đang gửi bác là 80k một túi nhá, 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này. Đấy, rồi là đặc biệt là các bác về ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để Tết uống cũng ok. Cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá, các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn. Ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn. Và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá, rất dễ uống luôn, mà nó ngọt ngọt, ngọt ngọt dễ uống lắm. Ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán, các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm. Đó. Rồi là sử dụng nhiều món, nó chung sử dụng nhiều món. Cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất hay. 80k một túi nhá, 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt, nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về, các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân, chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân diệt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan một cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các bác có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này, phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây, đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó, màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này.
Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây, bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng của nó 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng một cái đèn này thôi, các bác nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn nhá. Đây này, ấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử cho em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này, có vẻ nó quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này, chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá, cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây, em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn, nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn, nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa, đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng, các bác nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn. Đó,
đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin thì em đang đi này. Đấy, các anh nhìn này, đây các anh nhìn này, sáng dã man luôn nhá. Đây đấy, đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các anh nhá. Đây sáng như ban ngày luôn. Đây này, đấy đây các anh nhìn này, đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này, đây tắt cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này, đấy tối om luôn nhá, em bật lên này sáng kinh khủng luôn các anh nhìn này. Ui ôi dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây đây em sẽ bật cái cam rộng với bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này, đấy bật cái cam rộng luôn nhá. Đó đây đây đấy, sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây và cùng ngắm quả tiểu cảnh em này, đấy sáng dã man luôn. Đây chỉ có một cái con đèn này thôi nhé mà nó sáng kinh khủng luôn, như ban ngày luôn nhá. Đấy rồi, đấy về cái dòng đèn pin nhé em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá, độ sáng cực cao luôn.